Em là Vũ Anh Tuấn, hiện tại thì đang là giám đốc sáng tạo của AI Global, chuyên gia đào tạo của AI Global. Nếu như mà ở sở Bắc Giang mà có cô nào hoặc thầy nào mà có tham gia vào chương trình đào tạo về STEM của VinUni cách đây từ bắt đầu từ năm 2018 thì chắc là các thầy cô cũng đã quen mặt em rồi. Còn lại thì sẽ thấy hôm nay là mới. Thế nhưng mà em hy vọng là trước lại sau quen. Ngày hôm nay thì chúng ta là lần đầu tiên làm việc với nhau, thì sau đây chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để làm việc với nhau hơn. Tiếp theo nữa thì cũng thay mặt cho đội ngũ, em xin gửi lời chúc mừng, lời tri ân tới tất cả các cô giáo và các một nửa còn lại ở các thầy giáo nhân dịp là sắp đến ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Rất là tiếc là cái buổi làm việc sau ấy, nó sẽ rơi vào ngày 21, qua 20 tháng 10 mất rồi. Cho nên là ngày hôm nay thì em và đội ngũ của mình xin gửi lời chúc mừng tới các thầy, các cô và một nửa của các thầy. Hy vọng là chúng ta lúc nào cũng xinh tươi, lúc nào cũng yêu nghề, có một cái ngày tháng 10 thật là hạnh phúc. Tiếp sau đây ạ, là các nguyên tắc mà chúng ta sẽ cần thống nhất trong buổi chiều ngày hôm nay và trong tất cả các buổi làm việc trực tuyến tiếp theo. Đầu tiên ạ, giống như là thầy Khoa có thể nói, chúng ta có thể... thả lỏng và thư giãn. Việc tiếp theo ạ là các thầy cô sẽ tắt điện thoại giúp em, hoặc là chúng ta chuyển sang chế độ im lặng. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đóng hết các cửa sổ khác trên màn hình lại, tránh trường hợp là chúng ta vừa làm việc ở đây lại vừa làm việc những việc khác xem những cửa sổ khác trên màn hình. Được chưa? Đầu tiên nhá, thả lỏng thư giãn. Tiếp theo là tắt điện thoại. Tiếp theo nữa là đóng các cửa sổ khác trên màn hình. Hiện tại thì đang có một thầy cô nào đó đang bật mic và đang dẫn đến hiện tượng là bị tiếng vọng rồi. Sau đó thì chúng ta tiếp theo một nguyên tắc cần phải thống nhất, đó là thảo luận tích cực. Chúng ta sẽ thảo luận cả trong không gian của chat của team cũng như là trong không gian thảo luận của lớp học trực tuyến, thì hy vọng là các thầy cô sẽ thảo luận tích cực. Tiếp theo nữa là chúng ta cần chuẩn bị cho mình một không gian thật là yên tĩnh, tránh trường hợp ví dụ như vừa rồi là tiếng vọng này, hay là một chốc một lát nữa thì chẳng may có ai mở mic lên thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng trẻ con, tiếng hàng xóm đang cãi nhau vân vân và mây mây ạ. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một không gian yên tĩnh để tránh làm phiền đến các đồng nghiệp cũng như là các bạn học của mình trong lớp. Tiếp theo nữa thì giống như là em ạ, chúng ta hãy chuẩn bị đầy đủ nước uống nhá, để sẵn sàng là tiếp nước khi cần. Sau cùng thì là điều mà em muốn nói với các thầy cô là chúng ta đang bắt đầu một thứ mới. Thực ra thì chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số giáo dục nói riêng thì nó đã bắt đầu ở trên thế giới từ rất lâu rồi. Có những nước thì người ta đã coi như là chuẩn bị chuyển đổi gần xong rồi, nhưng ở Việt Nam thì vẫn còn rất là mới. Cho nên là ba chữ tiếp theo là rất mong muốn các thầy cô từ nay trở đi trong suốt quá trình làm việc của chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ. Thứ nhất là chúng ta sẽ hợp tác, thứ hai là sẽ kiên nhẫn, và thứ ba là sẽ cảm thông cho nhau. Kiên nhẫn với đối tác là Global, kiên nhẫn với cả đồng nghiệp của mình. Rất có thể sẽ có những người chậm hơn mình, trong trường mình hoặc là trong tỉnh của mình sẽ có những người chậm hơn mình, sẽ có những bạn học sinh nữa, không hẳn là mỗi giáo viên chúng ta đâu, học sinh hay là phụ huynh đều rơi vào cái tình trạng là bỡ ngỡ với các thiết bị, với các công nghệ mới. Thì chúng ta sẽ kiên nhẫn để giải thích, chúng ta sẽ cảm thông cho nhau, được chưa? Bây giờ thì để vào một phần rất thú vị, là một cái game để khởi động cho buổi chiều ngày hôm nay. Thì trước khi mà bắt đầu một cái game thì em rất là mong các thầy cô sẽ cùng nhau là bày tỏ một cảm xúc gì đó bằng cách là thả emoji hay là comment một câu gì đó vào trong phần chat của team giúp Tuấn ạ. Xin mời các thầy cô ạ. Cảm ơn các thầy cô rất là nhiều ạ. Em đọc là mũi em nó nở ra bây giờ.
Sau đây thì em sẽ nhường cái phần chia sẻ màn hình lại cho bạn trợ giảng của em trong buổi ngày hôm nay là bạn chị Linh Chi. Trong suốt quá trình từ giờ cho đến kết thúc cái đợt tập huấn này, cũng như là quá trình trợ giúp các thầy cô sau tập huấn, thì team làm việc chủ yếu với các thầy cô sẽ là em Tuấn này, em Linh Chi sẽ là trợ giảng, cũng như là người mà điều phối phụ trách ở trên nhóm chat Zalo của chúng ta đó. Thì bây giờ xin mời nhường cái phần chia sẻ màn hình lại cho bạn Linh Chi để cùng các thầy cô tham gia một game khởi động. Xin mời bạn Chi và các thầy cô giáo ạ. Mình sẽ tắt chia sẻ màn hình. Vâng ạ, xin chào các quý thầy cô tham gia vào buổi tập huấn ngày hôm nay ạ. Vâng, thì lời đầu tiên thì thay mặt cho team trợ giảng thì em xin được gửi tới các thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu với buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái hoạt động với nhau. Xin hỏi các thầy cô ở đầu có góc sang và các thầy cô có nghe thì em nói rõ không ạ? Các thầy cô có nghe thế em nói rõ không ạ? Thì mình cho mình bỏ số điện thoại rõ vâng ạ. Vâng, rất rõ ạ. Vâng. Vâng, em vừa được nhắc nhở là hãy bật cam lên. Vâng, thì xin chào 207 các thầy cô ở phía bên kia màn hình. Thì chúng ta sẽ có một cái buổi ngày hôm nay chia sẻ với nhau trước khi mà buổi để chuẩn bị cho cái buổi tập huấn vào 21 và 22 tuần sau ạ. Thì trước khi mà bắt đầu các hoạt động thì chúng ta sẽ có một cái game khởi động. Em AI Global đã thiết kế game khởi động cho các thầy cô và đã thêm vào khóa học vào sáng nay. Thế thì bây giờ em xin phép được chia sẻ màn hình từ phía em nhé. Chúng ta sẽ có 5 phút cho hoạt động game khởi động này. Đó. Và sau cái thời gian này thì 5 thầy cô ạ. 5 thầy cô mà đạt điểm cao nhất này, chúng ta sẽ ghi nhận kết quả cách nào? Đó là chụp lại màn hình và gửi ở trong tin nhắn chat, được không ạ? Và 5 thầy cô gửi kết quả nhanh nhất, điểm cao nhất ạ, thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đặc biệt vào ngày tập huấn trực tiếp. Các thầy cô có đồng ý không ạ? Phần quà đặc biệt như thế nào thì đến hôm đấy thì em lại bật mí tiếp ạ. Thế thì bây giờ không để các thầy cô mất nhiều thời gian hơn nữa, em sẽ chia sẻ màn hình. Và để chúng ta có thể bắt đầu. Đây ạ. Thầy cô có nhìn thấy màn hình em chia sẻ không ạ? Mời các thầy cô đăng nhập vào khóa học. Tất cả các thầy cô đã đăng nhập sẵn sàng vào tài khoản chưa ạ? Các thầy cô nào mà đã đăng nhập sẵn sàng vào tài khoản thì vui lòng gõ số 1 vào ô chat giúp em. Mời các thầy cô ạ. Vâng ạ. Rất nhiều đúng không ạ? Với các thầy cô đã đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ kéo xuống module khởi động, module 5 là trò chơi khởi động, và chúng ta sẽ bắt đầu luôn game. Đấy là đua xe cùng khỏi trắng ạ. Xin kính mời thầy cô ạ. Điện thoại cũng chơi được ạ. Em vừa mới nhìn thấy đâu đấy một tin nhắn của một thầy hay cô giáo. Hoàn toàn có thể trải nghiệm được thầy cô nhé. Không nghe được tiếng thầy ạ. Nghe được tiếng ạ. Cô nghe thấy rõ tiếng em không ạ? Bây giờ nghe được rồi ạ. Tập trung À vâng.
chúng tôi đã nhìn thấy tin nhắn đầu tiên rất là nhanh của cô giáo Thân Thị Ngọc Thủy. Cô đã gửi kết quả game mà mình chơi ạ. Vâng ạ, tôi tiếp tục chờ đợi những kết quả của các thầy cô khác rất là nhanh chóng ạ. Cái kỷ niệm cũng vui vui. Tôi cũng trong thời gian chờ đợi được chia sẻ với thầy cô đấy là khi chúng tôi đi tập huấn trực tiếp ở rất nhiều địa điểm. Thì khi mà chúng tôi triển khai cái trò chơi như này và đến cả khi mà đã qua nó hoạt động rất là lâu rồi, đến tận gần cuối buổi tập huấn xuống đến nơi vẫn được còn nghe thấy tiếng cô xe của thỏa trắng. Các thầy cô rất là rộn ràng. Rất nhiều các bạn. Các thầy cô mà chậm hơn một xíu trong ngày hôm nay thì cũng đừng buồn ạ. Bởi vì là trong buổi tập huấn ngày hôm đấy, ngoài những hoạt động chúng ta chia sẻ với nhau ra về kiến thức của các mô đun và các hoạt động, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái phần như thế này. Quan trọng nhất ngoài cái việc này truyền học và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho nhau, thì chúng ta sẽ có những hoạt động để làm nóng không khí và khiến buổi học của chúng ta thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Và tôi rất là chờ mong đến tuần sau để được gặp tất cả các thầy các cô trong buổi tập huấn trực tiếp. Vâng ạ. Bật điện thoại ra. Vâng ạ, rất nhiều đấy ạ. Thế thì chúng ta sẽ dành cho nhau 3 phút nữa trước khi mà tôi kết thúc hoạt động này để nhường lại phần chia sẻ cho thầy Tuấn, đúng không ạ? Vâng. Tôi chỉ nhìn lướt qua tin nhắn thôi nhưng mà có vẻ là nhiều hơn con số 5 rồi. Rất nhiều. Và bật mí với các thầy cô là các thầy cô cũng có thể tổ chức những hoạt động tương tự như này cho học sinh ở trên lớp, và chúng tôi dành không quá 20 phút cho việc toàn bộ, từ cái việc là tạo câu hỏi cũng như là hoàn thành game này. Và tôi rất chờ mong để được hướng dẫn, được hỗ trợ các thầy cô để chúng ta cùng có thể thực hiện được những cái hoạt động như thế cho học sinh của mình. Hai phút nữa thôi. Đúng 2:50 chúng ta sẽ kết thúc hoạt động này để chuyển đến các nội dung khác của lớp học. Quá 5 người rồi, hơn 5 người rất nhiều rồi, nhưng các thầy cô vẫn đang miệt mài chơi game và chụp ảnh gửi màn hình. Đùa rớt hết tim. Một phút cuối cùng nào. Vâng, các thầy cô không những là chơi game mà lại còn chia sẻ cả kinh nghiệm chơi game làm sao cho được nhiều điểm cho các thầy cô khác. Một phút cuối cùng. 2:49 rồi. Các thầy cô vẫn đang rất nhiệt tình nào chụp ảnh và chia sẻ kinh nghiệm với các thầy cô khác. Rồi, 2:50 ạ. Vâng, 2:50 rồi ạ. Thì tôi xin phép là dừng cái hoạt động của chúng ta hôm nay tại đây ạ, để chúng ta bắt đầu vào các nội dung học tập chính ạ. Vâng ạ, xin nhường lại quyền chia sẻ màn hình và cảm ơn bạn Chi, cảm ơn các thầy cô giáo rất là nhiều. Ngày hôm nay thì em đang có rất nhiều niềm tin, lúc trước thì cũng khá là lo lắng,
tại vì là em xác định là 200 giáo viên cán bộ này sẽ là 200 lá cờ đầu, 200 người tiên phong trong phong trào chuyển đổi số giáo dục của Bắc Giang, sẽ là những người đặt nền móng đầu tiên cho cái phong trào chuyển đổi số Bắc Giang này. Ngày hôm nay thì lúc trước em nói thật là trên nhóm Zalo ấy, qua cái cách mà chúng ta tương tác với nhau, cách mà các thầy cô làm bài, em có một chút xíu lo lắng, sợ rằng là sẽ có những cản trở nhất định. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta được ngồi đối diện với nhau, mặc dù chỉ có tràn đầy niềm tin hơn rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta giữ được cái nương lửa như thế này, giữ được cái nhiệt như thế này, thì chắc chắn là cái công cuộc, cái khóa học này của chúng ta, trước tiên là cái đợt là bồi dưỡng này của chúng ta sẽ thành công, là sẽ đặt những cái nền móng vững chắc cho các cái hoạt động chuyển đổi số tiếp theo ấy, trong hoạt động trong môi trường giáo dục của chúng ta. Bây giờ thì ngày hôm nay thì Tuấn và các thầy cô sẽ làm việc với nhau theo đúng cái mô hình của lớp học kết hợp, dạy học kết hợp. Chúng ta đã có thời gian để tự chuẩn bị trước ở nhà rồi, tự học trước các cái nội dung ở nhà rồi. Ngày hôm nay thì là không gian của chúng ta là để dành cho việc trao đổi, dành cho việc phản biện, dành cho việc sáng tạo, dành cho việc tạo ra cảm xúc tích cực cùng với nhau. Thế trước khi đi đến phần đó thì chúng ta sẽ cùng xem các cái báo cáo và các cái quá trình học tập của chúng ta, quá trình tự học của chúng ta đối với cái lớp học kết hợp này thì nó như thế nào. Đây cũng sẽ là một cái case study điển hình cho câu chuyện là tổ chức dạy học kết hợp ở trên lớp học của chúng ta, bởi vì chính chúng ta đã tham gia trải nghiệm trong vai trò là học sinh của lớp học kết hợp này rồi mà. Thì sau này chúng ta sẽ có những cái nhìn, có những cái đánh giá về câu chuyện là tổ chức dạy học kết hợp ở trên lớp học cho học sinh của mình. Và bây giờ thì xin mời bạn Chi sẽ chiếu giúp cho tôi hai cái báo cáo. Báo cáo đầu tiên là báo cáo sử dụng. Bạn sẽ xuất báo cáo sử dụng ở ngay trên hệ thống này, ngay tại thời điểm này nhé. Để chúng ta sẽ xem ngay được là có bao nhiêu thầy cô đang tham gia khóa học, thời lượng tham gia khóa học của các thầy cô là bao nhiêu lâu, và có những ai chưa tham gia khóa học thì ngay bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái cách mà bạn Chi bạn ấy thực hiện cái báo cáo này. Sau đây sẽ những cái hành vi này cũng chính là các cái điều mà chúng ta cần phải làm khi mà tổ chức lớp học kết hợp của chúng ta ở trên trường. Chúng tôi sẽ lấy đây là một case study điển hình cho việc là mô hình dạy học kết hợp. Xin mời bạn Chi ạ. Bạn cứ thực hiện thao tác ở trên màn hình của bạn, còn tôi thì sẽ vẫn nói việc của tôi. Rồi ạ, bạn Chi sẽ đi vào phần tình trạng khóa học, và sau đó thì bạn sẽ tìm đến đúng khóa học của chúng ta, và bạn sẽ xuất ra một cái báo cáo về hoạt động của học viên. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ báo cáo về thời gian sử dụng, về thời tình trạng hoàn thành khóa học. Rồi, tải file Excel xuống và xin mời bạn mở giúp file Excel. Chúng tôi thì đang muốn minh chứng cho các thầy cô một câu chuyện là như thế này. Sức mạnh của lớp học kết hợp khi mà có sự hỗ trợ của công nghệ thì nó như thế nào, và chúng ta có thể làm được gì với cái lớp học kết hợp này. Bạn Chi chia sẻ màn hình có cái file Excel đấy đang mở đi ạ. Bạn chia sẻ toàn màn hình chứ đừng chia sẻ một cửa sổ. Đúng rồi ạ, cô thầy cô bạn Chi bạn đang bật cái xe màn hình lên đấy, bạn ấy đang bật lên. Rồi bây giờ chúng ta đã nhìn thấy ở trên màn hình là các mã định danh này, tên học viên này, thời gian, thời lượng học tập này, bạn Chi chuyển đến cái cột mà tình trạng hoàn thành, sau đó bạn lọc giúp tôi luôn là có những ai mà chưa truy cập giúp tôi ạ. Tất cả những cái thao tác này nó sẽ giúp cho chúng ta lấy được thông tin, gọi là thông tin chuẩn đoán đầu vào của lớp học. Thực ra thì cái thao tác này thì chiều ngày hôm qua trước khi mà các bạn ấy gửi báo cáo ấy, thì là các bạn đã phải làm một lần. Sáng ngày hôm nay, trước giờ làm việc buổi sáng thì các bạn đã phải làm một lần nữa để báo cáo lại cho em Tuấn là giảng viên của chiều nay xem tình hình học tập của các thầy cô đến bây giờ là như thế nào. Và bây giờ thì em lại muốn là demo lại cái thao tác này để cho các thầy cô nhìn luôn là trong cái lớp học kết hợp với sự hỗ trợ của hệ thống hệ sinh thái giáo dục A Global thì các cái thao tác này nó diễn ra như thế nào. Đây, hiện tại chúng ta đang nhìn thấy ở trên màn hình thì chỉ còn có 7 người chưa truy cập thôi ạ.
Đó, còn là ai thì tạm thời chúng ta sẽ không sâu tên nhé. Chúng ta chỉ cần biết là có 7 người chưa truy cập như thế thôi. Hy vọng chắc là vì một vài lý do đặc biệt nào đó cho nên các thầy cô chưa vào được. Bây giờ thì đề nghị bạn Chi là sẽ tắt cái file Excel này đi và chia sẻ giúp tôi tiếp cái màn hình về khóa học. Chúng ta sẽ đánh giá chất lượng hoàn thành các cái dữ liệu dạy học của các thầy cô ở trong cái khóa học này. Chúng ta sẽ cùng xem. Xin mời bạn Chi mở màn hình khóa học ạ. Rồi, bạn Chi đang chia sẻ về màn hình là chính là khóa học mà các thầy cô đang tham gia. Bạn sẽ vào phần thông tin chi tiết và vào phần báo cáo. Đây, chúng ta cùng nhìn thấy để cùng nhau gọi là tạm vui mừng được một chút. Với các yêu cầu của phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đặt ra thì yêu cầu là 200 đồng chí tinh hoa này, 200 giáo viên ưu tú này, thì tất cả các nội dung cần phải đạt mức là 100% thì mới vượt qua được. Còn những cái gì mà đạt trên 80% hay là 90%, thậm chí là 95% thì cũng vẫn tính là chưa vượt qua. Bởi vì là chúng ta là những người ưu tú nhất cho nên là yêu cầu đặt ra cũng rất là cao. Và có một sự thực cho đến thời điểm này cũng rất là đáng mừng, các thầy cô có thể nhìn thấy là đa phần tất cả các thầy cô đã đều đạt được 100% tất cả các ngữ liệu học tập. Bạn Chi cuộn chuột giúp tôi ạ, để chúng ta sẽ nhìn thấy. Ở bên phía tay trái của màn hình thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là cái mức độ hoàn thành chung của cả lớp, tức là chia đều trung bình cho 207 người. Thế còn ở bên tay phải, cái màn hình to mà có rất nhiều số 1% theo cột ấy, thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là tên của mình từ trên đóng xuống một cột 100% là tất cả các ngữ liệu học tập của các thầy cô. Đó, thì chúng ta thấy là rất là đáng mừng đúng không ạ? Tất cả các module theo từ trên xuống dưới thì chúng ta nhìn thấy là có những cái module chúng ta đã hoàn thành được 93% ở mức trung bình rồi. Thực ra thì cái mức 93% này nếu như mà còn cả tính cả 7 người mà chưa đăng nhập ấy, chưa truy cập thì có thể là có khi là đến 100% rồi đó. Nhưng mà hiện tại là chúng ta đang chia trung bình cho cả lớp cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy 93%. Đương nhiên là còn có những nội dung ví dụ như là bài thi hay là có những cái phiếu bài tập khó thì chúng ta chưa hoàn toàn kiểm soát hết được cái gọi là tính chính xác của nó. Còn một điều nữa mà Tuấn cũng rất lấy là gọi là thế nào nhỉ, rất vui, cảm giác rất là vui và thú vị khi mà trên nhóm Zalo của chúng ta thì đầu tiên chúng ta cũng có những hoạt động thảo luận và chia sẻ với nhau về hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài. Thực ra nhé, thì nó tốt hay nó không tốt là do góc chúng ta nhìn nhận và đánh giá cũng như là cách chúng ta làm. Nếu như chúng ta chia sẻ với nhau về kiến thức, về tri thức để cùng tự làm được cái bài đó thì tốt. Còn nếu như mà chúng ta chia sẻ với nhau về đáp án, tức là chắc là đáp án lại để báo lại, thông báo lại cho bạn học của mình thì không tốt. Cái này thì em tin là các thầy cô trong vai trò cương vị là một người giáo viên thì chúng ta đều hiểu được cái việc này. Vâng ạ, thì bây giờ bạn Chi sẽ chiếu dung cuộn những dòng cuối cùng để chúng ta hình dung được cái tỷ lệ hoàn thành chung của lớp mình bây giờ. Các tài liệu tự học thì lớp mình đã hoàn thành được 74% rồi. Các cái slide tương tác thì chúng ta cũng hoàn thành được 74% rồi. Các phiếu bài tập thì được 47%, các bài thi cũng được 47% và điểm trung bình của lớp mình là 47% sau thời gian tự học. Mặc dù trong đó là có rất nhiều người là mới làm ít thôi, thực tế là nó chứng minh là quá trình tự học của chúng ta, kết quả quá trình tự học của chúng ta thể hiện trên hệ thống là tương đối là tốt. Tất nhiên rồi, việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình lúc sau, các cái câu hỏi chúng ta đặt ra hay các câu hỏi mà em Tuấn đặt ra cho các thầy cô vào chiều nay. Cảm ơn bạn Chi rất là nhiều và nhờ bạn Chi là đóng giúp cái màn hình lấy lại và kết thúc việc chia sẻ màn hình để nhường phần chia sẻ màn hình lại cho tôi. Xin cảm ơn bạn Chi. Xem cái màn hình lên chia sẻ luôn. Ok, chuyển một chút. Được chưa? Đây đang lên đấy. Chờ một chút giờ mới lên.
sử dụng cái ba chữ mà lúc đầu mà Tuấn cùng với các thầy cô đã thống nhất, đó là chữ kiên nhẫn. Rất có thể trong quá trình mà chúng ta đang làm thì máy của chúng ta sẽ bị lag, hoặc là máy của học sinh của chúng ta cũng sẽ bị lag. Chi thử xe từ máy của Chi cho mình. Chuyển sang đến slide để củng cố. Rồi bây giờ thì lại một mình em Tuấn sẽ là hai máy. Đấy, chúng ta khi mà dạy học online hay là trong lớp học công nghệ thì chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng với những tình huống như thế này. Các thầy cô đang... Nhiệm vụ tiếp theo của Tuấn và các thầy cô là sẽ nhìn lại một lượt tất cả các nội dung học tập của 4 module mà chúng ta đã tự học. Tổng kết lại xem nó là cái gì. Có những cái điểm gì cần lưu ý, cần phải nhớ. Nhanh thôi ạ. Và sau đó thì sẽ đến phần mà chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc, trao đổi, đặt câu hỏi. Các thầy cô đang nhìn thấy ở trên màn hình liên quan đến nội dung của module dạy học đầu tiên, đó là năng lực tự chủ và tự học. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì sau cùng chúng tôi mong muốn là đọng lại của chúng ta là 6 cái thành phần này, 6 cái yếu tố này, 6 cái thành tố này về năng lực tự học và tự chủ, gồm có là tự lực, chủ động, tích cực, tự khẳng định và bảo vệ quyền và quyền chính đáng. Rồi ạ. Thích ứng với cuộc sống, định hướng nghề nghiệp cũng như là tự học để tự hoàn thiện bản thân mình. Các cái yêu cầu cần đạt về năng lực tự chủ và tự học thì các thầy cô có thể xem trực tiếp ở trong cái khóa học của chúng ta đó, thì có các cái tài liệu rất là chi tiết rồi. Các cái biện pháp ở trong nội dung của khóa tự học của chúng ta còn được cung cấp các biện pháp để phát triển năng lực tự học cho người học trong quá trình mà thực hành dạy học của chúng ta. Đây là một điều rất quan trọng nữa, bởi vì bản chất của việc dạy học phát triển năng lực ấy, là chúng ta phải tìm ra một cách để tác động đến hành vi, tác động đến các cái yếu tố cấu thành những năng lực của người học. Cho nên là chúng ta phải xem rất là kỹ cái phần mà các cái cách thức dạy học phát triển năng lực tự học cũng như là năng lực số ở đằng sau. Phần này thì qua các cái tổng kết về đánh giá chẩn đoán ở trên hệ thống ấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng là đa phần các thầy cô đều làm rất là tốt, hầu như là không còn sai gì nữa, và chỉ có 700 trên 207 giáo viên là trả lời chưa chính xác ở câu 2 của phiếu bài tập số 1 thôi. Tôi thì tôi đang nghi ngờ là 7 cái người này là 7 người mà chưa tham gia vào hệ thống, chứ cũng không phải là 7 người mà đã tham gia vào hệ thống, đã truy cập và đã làm bài rồi. Cho nên là cái câu hỏi là câu hỏi với câu chuyện là năng lực tự học thì bao gồm những cái loại tư duy nào. Chúng ta phải nhớ nhá, hiện tại thì chúng ta đang xếp mình và đang có mục tiêu ra là chúng ta là trở thành 200 chuyên gia nhá. Sau cái đợt đào tạo này, sau cái đợt đào tạo dành riêng cho 200 thầy cô này, rồi đến đợt đi trợ giảng cho chúng tôi ở cái đợt mà đào tạo 1.800 giáo viên tiếp theo, thì mục tiêu của chúng ta là phải trở thành chuyên gia giống như là bạn Tuấn, hay giống như là cô Thơ ở ngày hôm sau, giống như là các chuyên gia khác ở ngày hôm sau, thì chúng ta có thể đi training lại cho đồng nghiệp của mình, cho các giáo viên khác ở trong tỉnh Bắc Giang. Thế thì khác hẳn với cả những cái khóa học khác. Khóa học này yêu cầu các thầy cô phải tìm hiểu cả một cái phong về lịch sử, về văn hóa, về sự hình thành và phát triển của các khái niệm rất là sâu sắc. Ví dụ như thay vì câu chuyện là chúng ta chỉ tiếp cận cái năng lực tự học từ chương trình phổ thông 2018, thì chúng ta cần tiếp cận đến khác là các cái lý thuyết về năng lực tự học khác nữa. Ví dụ như ở ngay trên màn hình của chúng ta là câu hỏi về theo cái nhà giáo dục Brodsky này, thì cái năng lực tự học thì gồm những loại tư duy nào sau đây. Trong cái tài liệu tự học của chúng ta thì đã có, cũng như là các cái lịch sử hình thành và phát triển của khái niệm về năng lực tự học thì đều có ở trong phần tài liệu. Đây chính là phần mà
khác biệt rất là lớn so với cả 1.800 giáo viên ở phía sau hay là 14.000 giáo viên ở phía sau nữa. Việc tiếp theo mà các thầy cô đang nhìn thấy ở trên màn hình thì đến cái module 1, câu 5 và câu 6 thì chúng ta có nhiều người trả lời chưa chính xác hơn. Cái câu này là các cái câu mà yêu cầu là chọn nhiều đáp án chứ không phải là chọn chỉ có một đáp án hay không thôi. Cái việc mà tôi đang làm ở đây, tôi đang demo cho các thầy cô xem là trong quá trình giải kết hợp chúng ta làm gì luôn đấy nhá. Chúng ta đang học với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nhìn lại quá trình học tập của mình. Và mục đích thứ hai là xem việc giải kết hợp thì nó diễn ra như thế nào. Có 24 trên 207 giáo viên là chưa trả lời chính xác ở câu 5 và câu 6. Các thầy cô đang nhìn thấy trên màn hình. Bối cảnh giáo dục trong thời đại 4.0 có gì khác biệt so với trước đây? Có các yêu cầu để tích chọn. Thì tất nhiên là ngày hôm nay tôi cũng không sâu đáp án. Tại vì là sau cái buổi học này thì chúng ta lại có một cái quãng thời gian tiếp theo nữa để cùng thảo luận, cùng tìm thông tin, cùng hoàn thiện các cái tài liệu tự học. Nhưng mà đây là một số câu hỏi điển hình mà chúng ta đang gặp nhầm lẫn một chút. Các thầy cô đang thấy ở câu 5 hay là đến câu 6 là năng lực tự chủ và tự học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì bao gồm những năng lực thành phần nào? Ví dụ như câu 6 này chẳng hạn thì bản chất của nó là chúng ta làm đã có sao rồi, chỉ cần xem đúng là ở chỗ nào trong sao của mình thôi. Phần mà tôi nghĩ là cần phải đọng lại ở trong đầu chúng ta, cần phải biến thành kế hoạch hành động, thao tác cụ thể ở trong từng lớp học, từng bài học. Đó là phần các biện pháp giúp học sinh phát triển năng lực tự học. Như các thầy cô giáo nhìn thấy ở trên này có 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là tạo động cơ học tập. Nhóm thứ hai là tạo môi trường học tập tích cực. Và nhóm thứ ba là sử dụng các phương pháp học tập tích cực. Nghe qua thì các thầy cô có thể có một câu gọi là thế nào nhỉ? Thở dài. Ô quanh đi quẩn lại vẫn là tạo động cơ học tập, vẫn là tạo môi trường học tập tích cực hay là phương pháp dạy học tích cực. Thế nhưng mà sẽ khác ở những cái lần mà nghe lý thuyết khác, đó là chúng ta sẽ có thực hành. Chúng ta phải thực hành và chúng ta phải vẽ được kế hoạch hành động cho mình trong từng bài học cụ thể. Ví dụ như tạo động cơ học tập thì gợi ứng thú học tập như thế nào, chấp nhận học sinh sai lầm như thế nào, động viên khuyến khích những ý tưởng mới như thế nào. Nếu như mà các thầy cô để ý thì ngay đầu cái buổi ngày hôm nay thôi, sau những cái lời động viên và chia sẻ từ phía ban lãnh đạo này, sau khi mà thống nhất các cái quy tắc về văn hóa lớp học cùng với nhau thì chúng ta có một cái pha chơi game. Tuấn thì Tuấn thấy rằng là gọi là thế nào nhỉ, tạo sự hứng thú, tạo sự thoải mái nhất từ đầu đến giờ thì đúng là cái pha đấy. Trong các cái quá trình mà các thầy cô chụp ảnh màn hình, các thầy cô comment về kết quả mà của mình được chơi, nhưng mà chúng ta cũng không có chơi trong đấy là cũng liên quan đến nữa. Đấy thì tất cả những cái này thì chúng ta sẽ cần phải đọc được những tài liệu này, sau đó thì chúng ta phải biến nó thành hành động cụ thể ở trong bài học thực hành của mình được. Cụ thể các cái nhiệm vụ thực hành như thế nào thì sau khi mà phần này thì tôi sẽ nêu lại ở trong phần cuối của buổi học ngày hôm nay. Cái module tiếp theo mà chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều, cũng đã được nhắc đến trong chương trình phổ thông 2018 rất là nhiều, đó là hai cái chữ là dạy học dựa trên trải nghiệm. Phần này thì có lẽ là sau đây thì chúng ta lại còn cần dành nhiều thời gian hơn nữa để nói cùng với nhau. Dạy học trải nghiệm nó cũng là một cách để thực hành tự học. Ngoài câu chuyện là Bắc Giang tiếp cận một góc nhìn, đó là cái tư duy tự học của Bắc Giang là học cùng với người giỏi. Thế nhưng mà bản chất học cùng với người giỏi cũng là một cái học dựa trên trải nghiệm thôi, qua các trải nghiệm. Và các thầy cô đang nhìn trên màn hình một cái quy trình về dạy học trải nghiệm gồm có 5 bước: từ trải nghiệm, chia sẻ, phân tích, tổng quát và áp dụng. Nếu như mà các thầy cô để ý đến cái hệ thống bài tập thực hành của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ thấy trong bài tập thực hành có một bài đó là xây dựng một cái giáo án hoặc một cái phiếu học tập thể hiện một cái pha học tập trải nghiệm ở trên lớp học của mình. Chỉ riêng về học tập trải nghiệm thôi thì cũng chia sẻ với các thầy cô là em Tuấn có 9 năm. Đến bây giờ đã được 9 năm, đang gọi là ngật ngưỡng bước sang năm thứ 10 trong cái lĩnh vực đào tạo giáo viên để dạy học dựa trên trải nghiệm cho học sinh của mình. Có nhiều điều cần được chia sẻ, có rất nhiều điều thú vị và cũng rất nhiều phản ứng tích cực từ học sinh và phụ huynh. Đó, thế thì phần này thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải nhớ được cái quy trình này. Nhớ được cái quy trình này thì mới vẽ ra được các cái hành động cụ thể trong bài học của chúng ta được.
hai phần đầu và phần cuối, tức là phần tự học và phần dạy học kết hợp, hai phần nó sẽ được đi rất là kỹ ở trong cả quá trình tự học lẫn là trong cái buổi ngày hôm nay, là một buổi review sau cái quá trình tự học theo mô hình dạy học kết hợp, sau nữa là đến cái quá trình thực hành ở những cái buổi sau thì chúng ta cũng đi rất là kỹ vào đây. Thế còn hai phần là dạy học trải nghiệm cũng như là chuyển đổi số và năng lực số thì em Tuấn sẽ đi lướt hơn một chút. Lướt hơn một chút không có nghĩa là chúng ta cần bỏ qua nó hay là không cần phải coi trọng nó đâu ạ. Lướt qua một chút có nghĩa là chúng ta lại phải đầu tư nhiều thời gian hơn để tự học với nó. Nếu như mà các thầy cô để ý thì em không biết là các thầy cô có thói quen xem thời sự hay không. Thế nhưng mà gần đây khoảng độ 3 tuần gần đây thì ngày nào em cũng vừa ăn cơm tối và xem thời sự. Và có một từ khóa được lặp đi lặp lại trên trong tất cả các chương trình thời sự của VTV cũng như là các cái bản tin vắn tắt ở ngay sau cái chương trình thời sự ấy, đó là cái từ chuyển đổi số. Người ta nhắc nhiều đến chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngay tối ngày hôm qua thôi thì là chuyển đổi số trong lĩnh vực của Bộ Chính trị và Bộ Công an thì phải. Chuyển đổi số trong lĩnh vực đó giống như là hành chính công. Chúng ta còn có chuyển đổi số trong y tế, chuyển đổi số trong kinh tế, thương mại. Vâng ạ, em rất là cảm ơn. Tiếng đã bị tắt. Cho nên là nếu như mà các thầy cô mà chẳng may mà đang trong quá trình mà em nói mà các thầy cô không nghe thấy tiếng của Tuấn nữa thì các thầy cô cứ comment ở chat lên ô chat giúp em. Kể cả em say sưa quá đến nỗi mà em không nhìn được ô chat chat cái gì ạ thì sẽ có một đội ngũ các bạn trợ giảng ngồi ở bên để nhắc nhở là thầy đang bị mất tiếng rồi. Em xin cảm ơn thầy giáo và cô giáo vừa rồi rất là nhiều. Em xin nói tiếp về cái câu chuyện là chuyển đổi số. Thế thì vừa mới ngày hôm kia thôi em xem một cái phóng sự của VTV làm rất là cảm động về một cô giáo ở huyện đảo Cát Bà, mà tức là cả huyện đấy thì chỉ có một cô giáo dạy tin thôi. Thế và cái sứ mệnh của cô thì là phải đặt những cái nền móng, những cái viên gạch đầu tiên cho cái việc là phát triển cái năng lực số, năng lực công nghệ thông tin của học sinh đó. Thế thì cứ dạy xong một tiết ở trường này ấy, thì cô sẽ trèo lên thuyền và đi sang một cái đảo khác để dạy một tiết khác ở trường khác. Đến lúc mà 12 giờ rưỡi em cũng không nhớ rõ cái chi tiết ở trong phóng sự đấy thì cô đặt chân đến một ngôi trường, cho cô bảo là ngồi thuyền suốt buổi trưa mà còn chưa ăn gì, cho nên là bây giờ đầu óc cũng khá là choáng choáng, say sóng và say thuyền. Thì chúng ta thấy rằng là cái công cuộc chuyển đổi số nó đã đi sâu vào đời sống của chúng ta đến mức như vậy. Chúng ta có muốn hay là không muốn thì cũng vẫn phải đối diện với cả cái câu chuyện này. Giáo dục thậm chí còn phải là lá cờ đầu, bởi vì giáo dục và đào tạo con người, cung cấp con người, cung cấp công cụ, chuẩn bị về cơ sở hạ tầng về con người cho công cuộc chuyển đổi số. Có muốn thành công được thì đều xuất phát từ giáo dục. Thế cho nên là chúng ta lại càng phải xác định vai trò của mình là những người tiên phong trong những người tiên phong nhá. Giáo dục là tiên phong rồi này, xong đến các thầy cô lại còn là những người tiên phong trong những người tiên phong nữa, được chưa? Các thầy cô đang nhìn thấy ở trên màn hình là 5 yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù trong môn tin học của chương trình phổ thông 2018 theo thông tư 32/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì gồm có các câu chuyện đó là sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin, ứng xử phù hợp trong môi trường số, giải quyết các vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong học và tự học nhé. Luôn chúng ta sẽ thấy có một cái sợi dây liên kết. Nếu như mà chúng ta tiếp cận 4 cái module này với câu chuyện đó là 4 cái module mà hoàn toàn rời rạc với nhau ấy thì rất là lãng phí. Chúng ta hãy hết sức là để ý trong quá trình học tập thì nó sẽ có một cái sợi dây để nó móc nối 4 cái module này với nhau. Ví dụ như là ngay trong câu chuyện là năng lực số thì người ta lại kết nối đến câu chuyện tự học. Trong cái hoạt động trải nghiệm, học tập qua trải nghiệm nó kết nối đến tự học như thế nào thì vừa nãy em cũng đã nói rất là sơ qua rồi. Đó. Và cái yêu cầu thứ 5 về năng lực công nghệ thông tin trong trường phổ thông của chúng ta đó là hợp tác trong môi trường số.
tất nhiên là rất em biết là có rất nhiều các thầy cô sẽ tiếp cận cái năng lực số này dưới cái góc nhìn từ những cái bộ năng lực số khác, ví dụ như là từ cái bộ từ một cái khung năng lực số của Viện Phòng Giáo dục Việt Nam do thầy viện trưởng là thầy Lê Anh Vinh có công bố trên bài báo chẳng hạn, hay là cái khung năng lực số của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hay là cái khung năng lực số của UNESCO chẳng hạn. Thế thì có rất nhiều cách tiếp cận nhé. Nhưng mà qua cái quá trình nghiên cứu và của đội ngũ A Global á, thì thấy rằng là có tiếp cận theo cách nào, sắp xếp và tráo đổi như thế nào, thì nội hàm của cái năng lực số hay là năng lực công nghệ thông tin đó, hay là kỹ năng công nghệ thông tin, người ta dùng rất nhiều từ để người ta nói về nó, thì đều đang rất là chung nhau. Đề nghị đội ngũ trợ giúp của tôi có thể xem trong nhóm chat có cô giáo đang thông báo là em không có chia sẻ màn hình, thì các thầy cô xem giúp tôi là lý do là tại sao ạ. Còn hiện tại thì Tuấn đang chia sẻ từ một máy tính và có một máy tính khác là để check ở ngay trước mặt Tuấn thì là đang vẫn chia sẻ màn hình bình thường ạ. Các thầy cô nào mà đang gặp vấn đề về trục trặc, các thầy cô cứ chat lên nhóm chat nhé, sẽ có một team hỗ trợ cùng với các em để vâng ạ, cảm ơn thầy cô ạ. Đó các bạn ơi, các bạn giúp mình nhá, vẫn có những thầy cô đang báo là không thấy thầy chia sẻ màn hình. Còn mình thì mình trên máy tính của mình thì mình vẫn thấy bình thường. Từ hai máy tính của mình thì mình đều thấy. Và có lẽ là chúng ta sẽ lại quay trở lại ba cái chữ đầu tiên mà em Tuấn muốn nói với các thầy cô, đó là đầu tiên là hợp tác, thứ hai là kiên nhẫn và thứ ba là chia sẻ. Có một số người thì bảo là chỉ thấy hình của Tuấn thôi. Và không thấy màn hình của thầy, màn hình được chia sẻ. Hiện tại là em đang chiếu từ, em đang chiếu màn hình từ một máy tính và em ngồi từ một máy, xem ở trên một máy tính khác vào màn hình chia sẻ thì đều thấy. Vâng ạ. Thì các bạn sẽ xử lý giúp các thầy cô, chúng ta cũng có thể chậm lại một chút cũng được ạ. Vâng đúng rồi, em đang chia sẻ cái slide trình chiếu là từ tài khoản Nguyễn Cát Lợi, còn màn hình của em là em đang nói. Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô. Không sao cả, chúng ta những cái chuyện này là chuyện mà hết sức là bình thường, không có vấn đề gì ạ. Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô ạ. Chúng ta ai mà không thấy thì chat thôi ạ. Ai không thấy thì chat thôi, còn ai thấy rồi thì không cần chat đâu ạ. Không là các cái tin nhắn thông báo nó sẽ tràn đầy cái màn hình luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái câu chuyện tiếp theo là cái dạy học kết hợp. Hay là chúng ta có hai loại dạy học kết hợp nhé. Có hai loại dạy học kết hợp. Loại thứ nhất là hybrid learning, là loại thứ hai là blended learning. Hai cái này là hai khái niệm mà hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đang tìm hiểu về khái niệm là blended learning chứ không phải là hybrid learning nhé. Trước khi mà tiếp cận về hai blended learning thì chúng ta sẽ thống nhất là từ giờ trở đi khi nhắc đến dạy học kết hợp ở trong cái nội dung cái khóa bồi dưỡng này thì chúng ta sẽ hiểu nó là blended learning chứ không phải là hybrid learning. Hybrid learning là như thế nào? Là cái lớp học mà có người thì online, có người thì offline, ngồi trực tiếp với giáo viên, và có người thì online với cả giáo viên qua máy tính, thì đấy là hybrid. Còn dạy học kết hợp blended learning ấy là lại là lúc học thì có thể là ngồi ở lớp học trực tiếp hoặc là trực tuyến thì đều không phải là vấn đề. Và vấn đề là chúng ta sẽ chia các hoạt động của lớp học ra thành các cái pha trước, trong và sau. Kết hợp ở đây được hiểu là kết hợp các hoạt động thực hiện ở trên không gian số với cả hoạt động ở trên không gian trực tiếp. Thì cái chữ kết hợp của nó là như vậy. Mô hình của lớp học kết hợp thì các thầy cô đang nhìn thấy ở trên màn hình. Chúng ta có chúng ta có lớp học truyền thống và có lớp học ảo hay là lớp học trực tuyến ấy. Thế thì cái lớp học kết hợp nó ra đời để làm một việc thôi, đó là nó mang các cái ưu điểm của lớp học truyền thống kết hợp với các ưu điểm của lớp học ảo, đồng thời là hạn chế giảm xuống tối đa các cái nhược điểm của lớp học này. Em lấy ví dụ nhé, cái ưu điểm của lớp học truyền thống thì có minh họa và mẫu, có thể dạy học hợp tác, có thể tạo động lực, có rất nhiều tương tác thật.
Lớp học ảo thì lại có thể dạy học phân hóa, tiến tới dạy học cá nhân hóa, có thể theo dõi và đánh giá tự động, giống như là các thầy cô vừa được xem ấy. Trước giờ học một cái là học sinh đã nhìn thấy, ồ, là mình đang làm cái gì, được bao nhiêu phần trăm, cái quá trình học tập của mình ở trên hệ thống mình như thế nào, điểm trả ra làm sao, thời gian mình đã học ở trên hệ thống mình như thế nào, vân vân. Và có rất nhiều tài nguyên mà được chia tới cho học sinh trong quá trình mà tự học trước ở trên hệ thống. Những cái thứ này là những cái thứ mà trong cái mô hình lớp học truyền thống chúng ta sẽ rất là mất công, và thậm chí là mặc dù rất mất công có khi cũng không thể làm được. Đó, thế thì người ta mới tìm cách là người ta mang tất cả những cái ưu điểm của hai cái loại này gộp lại, thì người ta gọi ra là blended learning. Nếu như mà các thầy cô quan tâm đến tình hình mà gọi là sâu hơn một tí, tức là nghiên cứu, thì cái khái niệm về blended learning nó đã xuất hiện từ những năm 2002 rồi. Ngay sau khi cái sự phát triển như vũ bão của cái mạng internet toàn cầu vào độ những năm cuối của thế kỷ 20, thì đến những năm đầu tiên của thế kỷ 21 thì khái niệm về blended learning nó đã phát sinh rồi. Các thầy cô đang nhìn thấy ở trên màn hình là một cái nằm trong một cái nghiên cứu của em thôi, về cái câu chuyện là cái xu hướng dạy học blended learning nó phát triển như thế nào. Thì các thầy cô có thể nhìn thấy là ở trong những năm từ 2002 cho đến khoảng độ trước 2010 thì nó phát triển theo chiều hướng đi lên, nhưng mà nó còn chậm lắm. Thế nhưng mà từ khoảng những cái năm tiếp theo của thập kỷ thứ hai của cái thế kỷ này trở đi, tức là từ sau 2010 trở đi, thì nó phát triển như vũ bão. Các cái công bố về dạy học blended learning đánh giá tác động và ảnh hưởng của blended learning này, cũng như là chỉ ra các cái mô hình về blended learning phù hợp ở các quốc gia thì được công bố vô cùng nhiều. Người ta thấy rằng là chỉ trong quãng khoảng độ 10 năm trở lại đây thì các cái công bố này nó tăng theo đường thẳng đứng. Các thầy cô có thể nhìn thấy. Mặc dù bây giờ thì mới trôi qua được là quá một nửa năm 2022 một chút thôi. Thế nhưng mà các thầy cô thấy rằng là nó đã đạt sấp xỉ của năm 2021 rồi. Cái đường này chắc chắn là sẽ có xu hướng đi lên. Đặc biệt là sau cái 2 năm thử thách vừa rồi của chúng ta với cả dịch Covid. Trong tương lai thì có thể là sẽ còn nhiều cái dịch khác chứ không chỉ có mỗi Covid không. Thì chắc chắn với các thầy cô là câu chuyện về blended learning nó sẽ còn phát triển và nó sẽ đạt đến những cái hình thái mới nữa. Nếu như mà ai để ý một chút ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là blended learning nó là cái hình thái tiếp sau của lớp học đảo ngược. Nó là một sự phát triển cao hơn của lớp học đảo ngược. Nó có một quá trình tiến hóa của các khái niệm như thế. Đây là phần mà các thầy cô rất cần phải lưu ý, đặc biệt là khi chúng ta trở thành chuyên gia. Nếu như mà các thầy cô mà sẵn sàng, thì em cũng sẵn sàng chia sẻ với các thầy cô các cái tài liệu nghiên cứu của em về dạy học blended learning để cung cấp thêm cho chúng ta một cái nền thật là dày, để khi chúng ta đứng lớp, khi chúng ta đi giảng lại cho những người khác, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin với những cái nội dung mà mình đang nói. Mình đang đọc cái tin nhắn chat thầy chụp màn hình đây ạ. Tiếp sau nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy là bốn cái module của chúng ta nó liên kết với nhau, nó nối vào nhau như thế nào, cái sợi dây nó được làm rõ ở đây như thế nào, thì chính dạy học kết hợp là một cái điểm neo của các cái module về phát triển năng lực số, phát triển năng lực tự học hay là dạy học dựa trên trải nghiệm, thì nó đều neo tại cái dạy học kết hợp. Ngày xưa khi mà chúng ta đang tiến hành là dạy học truyền thống ấy, thì rất nhiều trải nghiệm, có cực kỳ nhiều trải nghiệm. Thế nhưng mà các câu chuyện về theo dõi và đánh giá trong thời gian thực như thế nào, không làm được, không biết làm nào cả. Cài đặt các cái phát triển về năng lực số ở trong này, không biết làm nào cả. Khó lắm, làm thì làm được ấy, nhưng mà khó lắm. Và đôi khi là về nhiều nguyên nhân liên quan đến thời gian, liên quan đến hạ tầng, chúng ta rất là khó làm. Hay là câu chuyện mà tự học. Ôi mà ngày xưa mà còn làm lớp học truyền thống mà chúng ta tự học thì chỉ có làm thế nào thôi, mua sách về để tự đọc, về nhà lên internet để tự học, tự tìm hiểu thêm. Thế nhưng mà bây giờ thì khi mà được đứng vào trong một cái không gian của một cái hệ sinh thái về dạy học kết hợp ấy, thì cái tài liệu để tự học dồi dào vô cùng. Giáo viên có thể dễ dàng chia sẻ cho học sinh của mình rất nhiều tài liệu tự học.
các cái trải nghiệm hoàn toàn không hề mất đi mà thậm chí lại còn trở nên phong phú hơn. Ngoài các trải nghiệm trực tiếp ở trong lớp học truyền thống, chúng ta có rất nhiều trải nghiệm ở trong lớp học kết hợp. À, ví dụ như là một cái trải nghiệm đơn giản mà chúng ta vừa mới làm cùng với nhau, đó là các thầy cô đã bày tỏ cảm xúc về thầy Tuấn. À, khi mà thầy trình bày xong cái câu chuyện thống nhất về văn hóa lớp học, đấy là một trải nghiệm. À, chúng ta lại cùng nhau trải nghiệm một cái trò chơi đó về để warm up cho cái buổi ngày hôm nay, thì đó cũng là một cái trải nghiệm. Mà nếu như không có không gian số, hay là ở trong cái giai đoạn 2019, 2020, 2021, mà hai cái năm đó thì chúng ta còn có những cái trải nghiệm về Menti chẳng hạn, hay là Quizzy. Đó, những cái đấy nếu như mà không có không gian số thì cực kỳ khó làm được. Đó. Thế thì cái slide này thì em chỉ muốn nhấn mạnh với các thầy cô là tất cả về phát triển năng lực số, về phát triển năng lực tự học dạy học dựa trên trải nghiệm thì nó sẽ giống như là một, nó không tách rời ra khỏi nhau, nó không tách rời ra khỏi nhau mà nó được buộc lại với nhau ở trong cái khóa bồi dưỡng của chúng ta bằng một sợi dây, đó là sợi dây là dạy học kết hợp. Các thầy cô cứ yên tâm là tài liệu nào thì mà dễ đọc, hoặc là các tài liệu mà em đã Việt hóa xong rồi, em đã công bố rồi, các cái bài báo mà đã được phản biện xong rồi thì em sẽ đều chia sẻ với các thầy cô. Nhân đoạn này thì em cũng chia sẻ thêm một tí thôi ạ, là em đang làm một cái luận án tiến sĩ về câu chuyện là trong đấy thì nội dung chủ yếu là về dạy học kết hợp, cho nên là cũng rất là may mắn cho cá nhân em là cái phần mà nghiên cứu của em thống nhất với cả cái phần mà giải pháp mà công ty thì ấy cũng vừa đang triển khai. Thế đây là vừa là một điều hạnh phúc may mắn, nó cũng là một cơ hội để em có thể lan tỏa các cái tri thức mà mình đang tìm kiếm, tìm hiểu tới các thầy cô dễ hơn. Và các thầy cô đang nhìn thấy ở trên màn hình về cấp độ dạy học kết hợp, nếu mà các thầy cô thấy thì phần này sẽ được dừng lại nói rất là kỹ đấy. Chúng ta có 3 cấp độ dạy học kết hợp là cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Điều mà các thầy cô cần phải nhớ nhất ở trong cái sơ đồ này đó là phân biệt được là cấp độ 1 khác với cấp độ 2 và khác với cấp độ 3 chỗ nào. Điều tiếp theo là chúng ta cần đánh giá được là với cái điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như là về năng lực số của bản thân mình nhé. Chạy chiếc lẫn là của học sinh, của phụ huynh của mình, thì mình có thể triển khai được dạng kết hợp ở cấp độ này. Chắc là có lẽ là bây giờ sẽ đến một phần mà chúng ta đỡ buồn ngủ hơn, đó là em sẽ nhờ các thầy cô như sau nhé. Các thầy cô nghe hết sức là kỹ này. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là mình đang sẵn sàng để triển khai dạng kết hợp ở cấp độ 1 thì chúng ta sẽ gõ vào trong ô chat giúp em số 3. Khi nhá, đoạn này không hề dễ ạ. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là mình sẵn sàng dạy học kết hợp ở cấp độ 2 thì chúng ta sẽ gõ vào trong ô chat là số 4. Còn nếu như chúng ta sẵn sàng dạy học kết hợp ở cấp độ 3 thì chúng ta sẽ gõ vào trong ô chat số 9. Đó, xin mời các thầy cô ạ. Em đang rất là chờ mong để xem là chúng ta sẽ nhìn thấy những số nào. À, chúng ta có ô. Dạ, có những kết quả rất thú vị ạ. Vâng, có một điều tuyệt vời mà hiện nay là đến chỉ tới sở Bắc Giang mới có. Em đã thấy có một người nhầm rồi ạ. Rồi, hai người nhầm. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều ạ. Chúng ta sẽ ngừng việc đánh số ở đây rồi. Em đã hiểu rồi. Dường như là đa phần chúng ta thì sẵn sàng cho mức độ ở cấp độ 1. Và đã có những học viên là không nghe hết hoặc không chú ý hoàn toàn xem là giảng viên đang chia sẻ cái gì. Cho nên là chúng ta đánh cả số 2 hay là có cả số 1. Thậm chí là có cả số 10 thì phải, có một người đánh số 10. Đây là một cái test rất là thú vị về câu chuyện là chúng ta sẽ biết ngay được là ai đang chú ý vào bài còn ai đang không chú ý vào bài. Thông thường ấy thì
thực ra đây thì lại không tập trung lắm vào câu chuyện là cấp độ mấy ạ. Chúng ta dừng đánh cấp độ rồi ạ. Các thầy cô ơi, các thầy cô ngừng việc chat cấp độ rồi. Cảm ơn các thầy cô ạ. Chúng ta sẽ thấy như sau nhé. Cấp độ 1 thì em Tuấn yêu cầu là gõ số 3. Cấp độ 2 thì gõ số 4. Nhưng mà cấp độ 3 thì gõ số 9 cơ. Chúng ta rất nhiều người do mải cái này hay mải cái khác thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở cấp độ 1 thì đánh số 1 cái gì chắc thế. Ý của cái ông giảng viên là như thế. Cấp độ 2 cũng số 2, cấp độ 3 thì đánh số 3. Thế nhưng mà yêu cầu của giảng viên thì là hoàn toàn khác. Nó là một bộ số khác. Thì chúng ta đây là những cái tip rất là nhỏ thôi. Các thầy cô lưu ý giúp em ạ. Theo như mà đánh giá của A Global ở cái thời điểm này thì hầu hết chúng ta đều đủ điều kiện để thực hiện ở cấp độ 2 rồi. Đều đủ điều kiện ở cấp độ 2 rồi. Có lẽ là có một số thầy cô còn chưa tự tin một chút xíu, cho nên là chúng ta lựa chọn là chúng ta sẵn sàng ở cấp độ 1 thôi. Thế thì em hy vọng là sau những cái đợt mà bồi dưỡng như thế này thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể tự tin mình cấp độ 2. Từ cấp độ 2 mà lên đến cấp độ 3 thì nó còn gặp một chút cản trở về cơ sở vật chất và hạ tầng. Cái này thì nó là một câu chuyện rất là kỹ và chúng ta cần phải bàn sâu sắc ở những cái buổi sau nữa khi mà chúng ta làm việc với nhau cơ. Tương ứng với cả các cái mô hình tổ chức thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái hành vi của học sinh ở trong cái mô hình dạy học kết hợp này sẽ thay đổi như thế nào từ cấp độ 1 đến cấp độ 3. Đây là sơ đồ mà chúng ta nhìn thấy nhé. Tất nhiên là ngày hôm nay thì em sẽ không dành thời gian để nói lại hết những cái điều mà chúng ta đã tự học được đâu. Mà ngày hôm nay là làm sáng tỏ cái logic của các cái tri thức ở trong này, giúp các thầy cô có thể sâu chuỗi và kết nối lại với nhau được. Tiếp theo nữa là một cái chu trình về dạy học kết hợp. Thế sau khi mà chúng ta tìm hiểu là các mức độ rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy các chu trình. Tại sao nó lại là một chu trình mà nó không phải là một quá trình thôi? Chu trình là cứ kết thúc cái quá trình này thì nó sẽ lại bắt đầu một cái quá trình khác. Cái thông tin đầu ra của cái quá trình này sẽ là thông tin đầu vào của một quá trình khác. Cứ như thế, các cái pha học tập kết hợp nó nối vào nhau. Và có như vậy thì mới hoàn thành được, mới đạt được đến cái yêu cầu tiếp cận được cái yêu cầu của tự học. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở đây. Lại một lần nữa, cái sợi dây liên kết giữa tự học này, qua trải nghiệm này, năng lực số này, nó được buộc lại bởi dạy học kết hợp như các thầy cô đang nhìn thấy trên màn hình. Đây là một điều mà chúng ta hết sức phải lưu ý ở trong các cái pha dạy học kết hợp. Trong cái đợt thực hành, trong cái đợt đào tạo trực tiếp vào ngày 21 và ngày 22 ấy, sẽ có hoạt động thực hành của các thầy cô. Thế và hoạt động thực hành thì có yêu cầu chúng ta là vừa phải giảng cái bài giảng của giáo viên này. Chúng ta trở thành chuyên gia mà 4 module chúng ta đi giảng trực tiếp cho giáo viên ở Bắc Giang sẽ là 4 cái module này. Cho nên là các thầy cô hôm trước có bài tập đó là ghi hình. Nhưng mà ngoài ra ấy, thì còn có một cái nhiệm vụ thực hành nữa, đó là chúng ta sẽ chia thành các nhóm theo các môn học mà mình được môn học mà mình dạy ở trường, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị các bài giảng. Thế thì đây sẽ là kinh phí nam để các thầy cô thực hiện các giáo án ấy. Tất nhiên là các bạn ấy sẽ gửi cả các giáo án mẫu cho các thầy cô nữa, nhưng mà đây sẽ là cái kim chỉ nam mà chúng ta soạn giáo án. Trước buổi học chúng ta cần làm cái gì, trong buổi học giáo viên cần làm gì, sau buổi học giáo viên cần làm gì, tại sao lại phải làm việc này. Có một điều rất là hiển nhiên là thế này thôi: chúng ta muốn tự tin để nói lại được cho người khác về cái gì thì bản thân chúng ta phải trải nghiệm cái đó. Em cũng chia sẻ với các thầy cô là để đi được đến ngày hôm nay em ngồi đây nói sao được, gọi là cứ thao thao bất tuyệt với các thầy cô về dạy học kết hợp thôi, thì em đã phải dạy rất nhiều tiết như thế này, thử đi thử lại rất nhiều lần ra được một cái mô hình chuẩn, lại phải thử nghiệm cái mô hình chuẩn đó đối với chính bản thân mình, lại phải mang cái mô hình đó đi để nghiệm ở các trường khác nữa, với các giáo viên khác nữa xem nó như thế nào, thì đến ngày hôm nay mới dám ngồi đây để tự tin để hướng dẫn cho các thầy cô, để chia sẻ với các thầy cô được. Thế thì bản thân chúng ta cũng vậy, bởi mục tiêu của chúng ta là trở thành chuyên gia chứ không phải là trở thành một người đi thực hành không mà thôi. Thế cho nên là trước khi mà trở thành chuyên gia thì chúng ta phải thành thạo đã. Đó, thế thì chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ thực hành như vậy. Các thầy cô hết sức lưu ý giúp em cái slide về lược đồ hành vi của giáo viên nhé. Và tương ứng như thế thì chúng ta cũng sẽ nhìn ra được một cái lược đồ hành vi của học sinh tương ứng với các hành vi của giáo viên thì sẽ như thế.
hành vi của học sinh sẽ như thế nào. Ở phần này thì về cơ bản thì em sẽ không phân tích lại nữa, bởi vì là đã nói, đã có cả video. Để nếu như mà các thầy cô nhớ không nhầm thì trong cái nội dung tự học, cái video giới thiệu về dạy học kết hợp ấy, thì hình như là em Tuấn nói gì vậy? Là em Tuấn ạ, là cái video của em Tuấn. Lúc đó thì em còn nhiều tóc hơn hôm nay một chút ạ. Chỉ qua một năm thôi, nhưng mà tóc mặt thì to ra, còn tóc thì giảm đi rất là nhiều. Bây giờ là rất tốn chữa rửa mặt, còn không tốn dầu gội đầu. Rất là nhanh, có một năm thôi mà thấy mình thay đổi quá nhiều. Sau khi mà xong cái lược đồ hành vi của học sinh ấy, thì về cơ bản là chỗ này chúng ta, em biết là có nhiều người sau khi mà chỉ đọc cái hành vi, lược đồ hành vi của giáo viên và học sinh là chúng ta sẽ có một chút hoang mang. Có một chút hoang mang, ôi thế này không biết là phải dạy như thế nào. Thực tế thì các thầy cô ở các trường khi mà em bắt đầu triển khai thì cũng có đặt ra những câu hỏi như vậy. Thế nhưng mà có một cái thực tế khác, nó có một cái thực tiễn khác, nó đã giúp đánh bay các nghi ngờ đó, là khi chúng ta bắt tay vào làm. Và chỉ khi chúng ta bắt tay vào làm thì chúng ta mới biết là như thế nào. Chứ còn người khác mà có cầm tay chỉ việc, hay là ở trên môi trường số của chúng ta, thì chúng ta rất hay có một từ khác, đó là cầm tay chỉ chuột chẳng hạn. Cho chúng ta thì chúng ta cũng rất là hoang mang. Chúng ta có yêu cầu ở làm mẫu cho tôi đi, chuyên gia ra đây làm mẫu cho tôi đi, nếu không tôi không thể làm được đâu. Nhưng sau khi làm mẫu xong, chúng ta cũng vẫn rất hoang mang. Chỉ khi nào mà chúng ta bắt tay vào, chúng ta lăn lộn, chúng ta va chạm với nó, thì đến lúc bây giờ mọi thứ nó mới vỡ ra một cách thực sự. Đến lúc bây giờ thì các cái tri thức nó mới biến thành tri thức của mình được. Đây là một cái nguyên tắc quan trọng nhất của trong học tập qua trải nghiệm đấy. Như vậy là ngày hôm nay em lấy đây là một cái case study để phân tích cho các thầy cô rất nhiều thứ, từ dạy học kết hợp này, từ học qua trải nghiệm này, tự học thẻ năng lực số. Trên đây là cái phần mà em review nhanh về các cái nội dung tự học, đánh giá kết quả tự học của chúng ta, quá trình tự học của chúng ta. Và sau đây thì sẽ đến cái phần là công bố các cái điều kiện để hoàn thành khóa học. Mặc dù là em biết là trong công văn thì đã có rồi, trong các cái tài liệu mà gửi cho các thầy cô qua hệ thống email thì đều có rồi hết. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì rất là may mắn cho chúng ta là được sở tổ chức cho một cái buổi giống như buổi họp chính thức ấy. Thực ra thì đây là lần đầu tiên mà có sự làm việc của ba bên, đó là có Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang này, có 207 cán bộ và giáo viên cốt cán tinh hoa của sở này, và có thêm phía thứ ba là eGlobal nữa. Thì cá nhân em thì đây là một buổi kick-off đầu tiên. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại các điều kiện hoàn thành khóa học là như thế nào. Mục tiêu chung của toàn bộ khóa học này của chúng ta là trở thành chuyên gia nhé. Tôi là chuyên gia chứ tôi không phải là người đi thực hành đâu ạ, mà chúng ta trở thành chuyên gia. Thế thì tất nhiên là muốn trở thành chuyên gia thì chúng ta sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn, đầu tư học tập một cách nghiêm túc hơn. Các cái mục tiêu học tập cụ thể thì nó như sau. Ở giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ là giai đoạn tự học trên không gian số. Chúng ta cần phải hoàn thành các nội dung khảo sát trong khóa học, gồm có khảo sát bắt đầu, khảo sát kết thúc module 1, 2, 3, 4 và khảo sát kết thúc khóa học. Như vậy tổng là chúng ta có 6 khảo sát. Sau khi mà chúng ta ở cái phần tự học này thì trước tiên là chúng ta đã hoàn thành khảo sát bắt đầu rồi. Sau cái buổi ngày hôm nay, sau cái phần trao đổi giải đáp, chúng ta sẽ hoàn thành các khảo sát và các cái bài kiểm tra kết thúc module 1, 2, 3, 4. Và lưu ý là yêu cầu đặt ra chúng ta là 100% nhé. Rất hy vọng là 100% này là 100% thực hiện của sự thực chất, của sự thảo luận, của sự trao đổi kiến thức lẫn nhau. Chúng ta cần hoàn thành các tài liệu tự học với thời lượng đọc trên 10 phút, xem đủ thời lượng các video bài giảng mẫu của các chuyên gia. Và chúng ta còn phải làm một việc nữa, đó là hoàn thành 2 video giảng 2 trên 4 module bất kỳ với thời lượng tối thiểu là 15 phút. Đó, với các tài liệu mà chúng tôi cung cấp này, với video giảng mẫu của giảng viên này, với slide mà chúng tôi đã cung cấp tới các thầy cô rồi, thì chúng ta cần hoàn thành 2 video giảng của 2 trên 4 module bất kỳ chúng ta có thể lựa chọn. Đó là tự học này, dạy học qua trải nghiệm này, năng lực số này, hoặc là dạy học kết hợp. Và chúng ta sẽ ghi hình và cái video nó, sau đó thì chúng ta gửi lên trên cái kết quả, cái phiếu bài tập tương ứng với các hoạt động là ghi hình video. Nhân đây thì Tuấn cũng xin giải đáp luôn các thầy cô một thông tin, đó là
đây là một cái hệ thống Navamed, cái hệ thống mà hệ sinh thái giáo dục A-Global ấy, nó có tạm thời các thầy cô khi mà mới tiếp xúc với nó thì cứ coi là một hệ thống Navamed đi. Thế thì thế thì các thầy cô sẽ nhìn thấy một chuyện, đó là khi mà các thầy cô gửi cái video lên ấy, có những người chúng ta quay bằng những cái thiết bị điện thoại rất là hiện đại, và cái chuẩn của điện thoại bây giờ thì hầu như là 2K hoặc 4K. Thế thì cái dung lượng của video rất là lớn, dẫn đến cái việc là nếu như chúng tôi mở cho chúng ta up những cái video khoảng độ 2-3GB lên thì chẳng mấy mà nó sẽ làm cho cái hệ thống của chúng ta rất là nặng tải. Thế thì với những cái video lớn như vậy thì chúng tôi có cái cách mà hôm trước chính em Tuấn đó có chia sẻ với các thầy cô ở trên nhóm chat Zalo, đó là chúng ta up cái video lên một cái kho lưu trữ riêng của mình, ví dụ như là OneDrive hay là Google Drive, sau đó chúng ta dán cái link, chia sẻ cái link vào trong cái phiếu tự luận để cho các thầy cô giảng viên có thể xem được video của mình là được. Và các thầy cô yên tâm là 200 người gửi lên 400 video thì chúng em cũng vẫn dành thời gian để ngồi xem video của các thầy cô. Vì khi các thầy cô bỏ công bỏ sức ra để trở thành chuyên gia thì chúng em cũng sẽ bỏ công bỏ sức ra để giúp các thầy cô qua từng cái video đó. Ở giai đoạn 2 là giai đoạn mà tạo trực tiếp và thực hành làm trợ giảng thì các thầy cô sẽ nhìn thấy như sau. Chúng ta cần phải hoàn thành khóa học hướng dẫn hệ sinh thái, hướng dẫn sử dụng hệ sinh thái với điều kiện là xem toàn bộ video hướng dẫn khóa học này, đọc tài liệu hướng dẫn trong khóa học với thời lượng tối thiểu là 15 phút, hoàn thành 2 bài kiểm tra về kỹ năng sử dụng hệ sinh thái trong vai trò là học viên và giáo viên. Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì làm việc này để sẵn sàng cho các thầy cô là đúng như ngày hôm nay em Tuấn làm. Tức là sao? Có đánh giá chẩn đoán này, có giao bài tập trước cho các giáo viên khác này. Trên hệ thống, trên cái hệ sinh thái thì chúng ta mới làm được việc đó. Còn nếu mà chúng ta đến cái buổi học, đến cái buổi giảng trực tiếp của mình ấy, mà chúng ta không có hệ thống trợ giúp, chúng ta không thể làm được cái việc đó. Cho nên là để làm được việc này thì các thầy cô buộc là cũng phải thành thạo cái hệ sinh thái giáo dục A-Global như là các bạn giáo viên của em ngày hôm nay, chứ không phải là như em, tất nhiên rồi, mà là biết được các cái tính năng liên quan đến vai trò giáo viên, người dùng giáo viên và học sinh của mình. Thế là đủ. Đưa được bài tập lên này, biết xem đánh giá về học sinh ở chỗ nào này, biết xuất các báo cáo của học sinh làm sao này, được chưa? Chúng ta phải hoàn thành trợ giảng tối thiểu là một buổi tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến trong khóa học với chuyên gia A-Global. Cái này nó sẽ thực hiện ở đâu? Khi mà đội ngũ chuyên gia A-Global đào tạo cho tiếp tục là 1.800 giáo viên tiếp theo thì chúng ta sẽ là trợ giảng, các thầy cô sẽ thành trợ giảng cho chúng em. Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải hoàn thành phỏng vấn trước hội đồng chuyên môn và được đánh giá là đạt. Cái vòng phỏng vấn này thì chúng ta không yên tâm là không phải phỏng vấn là một một đâu ạ, mà có thể là sẽ phỏng vấn theo nhóm, phỏng vấn theo khối hoặc phỏng vấn theo môn. Cái này thì cái bộ tiêu chí về đánh giá phỏng vấn tạm thời chưa được bật mí, nhưng mà cũng không có gì nặng nề cả. Các thầy cô yên tâm là như thế, giống như là chỉ một bước xác nhận cuối cùng thôi. Còn về nguyên tắc khi mà thiết kế khóa học ấy, là chúng em đã cố gắng để làm được một việc, đó là khi trải qua đầy đủ các cái bước, các cái tiến trình ở trong khóa học này và làm đúng đủ, vượt qua một cách nghiêm túc thì chúng ta đều có thể trở thành chuyên gia rồi. Nếu như các thầy cô đã từng nghe thì cái mô hình đó là TOT, chính là Training Trainer. Thì bọn em đang xây dựng cái khóa học này theo cái mô hình đó. Cho nên chúng ta cứ yên tâm nhé, không hề có nặng nề gì ở câu chuyện là đánh giá trước hội đồng chuyên môn. Tiếp theo nữa là hoàn thành 2 video của 2 mô đun còn lại trong giai đoạn 1 với thời lượng tối thiểu là 30 phút và được giảng viên đánh giá là đạt. Đương nhiên rồi, chúng ta vẫn cách làm vẫn như cũ, đó là ghi hình video mà chính mình giảng cái bài giảng đó. Có thể là sẽ bố trí tự giảng. Phần này thì lát Tuấn sẽ hướng dẫn cái hình thức thực hiện với các thầy cô. Nếu như mà để mà một mình ngồi xong là nói với cái bài giảng ấy thì cứ khơi khơi thì cũng rất là khó. Có thể chúng ta sẽ tổ chức những cái sinh hoạt chuyên môn mini ở trong một nhóm nhỏ của mình, và hình thức là chúng ta giảng cho nhau, trước tiên là phải giảng cho nhau đã. Đồng thời quá trình giảng chúng ta ghi hình lại và chúng ta nộp cái bài đó lên. Ở cái vòng 1 chúng ta sẽ thấy rằng là ở giai đoạn 1 thì cái video thời lượng chỉ yêu cầu có 15 phút thôi. Tức là sao? Tức là lúc bây giờ cái nền về các kiến thức của cái module đó có thể chưa cần phải sâu sắc lắm. Các thầy cô chỉ cần nói được trong vòng 30 phút là đủ. Trong vòng 15 phút là đủ.
Nhưng mà ở giai đoạn 2 thì chúng ta nói được trong vòng 30 phút thôi. Chúng ta phải, các cái nội dung nó phải sâu sắc hơn, nó phải dày dặn hơn. Đó. Đến cái giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là giai đoạn mà chúng ta gọi là ra trận, tướng ngoài mặt trận rồi đó. Tức là chúng ta sẽ check-in giảm cho 14.000 giáo viên còn lại. Ở giai đoạn này thì trong giai đoạn đầu thì các cái buổi giảng có thầy cô sẽ đều có giảng viên ngồi dự giờ. Tức là chuyên gia của E-Global sẽ sắp xếp để ngồi dự giờ, sau đó thì góp ý cho các thầy cô. Và yêu cầu của giai đoạn này là phải hoàn thành ít nhất một buổi tập huấn của khóa học được chuyên gia đánh giá là đạt được chuyên môn. Và cái tỷ lệ đánh giá tích cực của các học viên chính là 14.000 giáo viên còn lại ấy. Sau các buổi tập huấn thì phải đạt trên 80%. Yêu cầu cũng khá là cam go, yêu cầu cao đấy ạ. Cái đoạn mà 80% này hơi khá là cao. Thế nhưng mà em thì em tin là chúng ta sẽ đều đạt được thôi. Với cái sự tích cực của chúng ta như thế này thì về cơ bản sẽ hoàn thành thôi. Trước khi mà sang cái phần hỏi và trả lời thì chúng ta sẽ có các nhiệm vụ thực hành tiếp theo mà ngày hôm nay chúng ta cần chuẩn bị để cho đến trước cái buổi ngày 21 và ngày 22 của tháng này chúng ta cùng làm tiếp với nhau. Trước tiên là chúng ta cần phải hoàn thành các nội dung tự học ở trên hệ thống, những cái bài mà chúng ta chưa hoàn thành á, những cái bài thi mà chúng ta chưa đạt 100% hay là những cái bài mà chúng ta chưa làm thì chúng ta cần phải hoàn thành này. Chúng ta cần phải ghi hình video giảng của 2 trong 4 nội dung nhé, chúng ta nhớ á, 2 trong 4 nội dung. Chúng ta phải chuẩn bị bài giảng 4 module của chuyên gia, chính là 4 module này đó. Thì cái ngày 21 thì chúng ta sẽ có buổi sáng là chúng ta sẽ tập huấn các kỹ năng sử dụng hệ sinh thái E-Global. Chiều ngày 21 là chúng ta sẽ thực hành giảng 4 module này. Và ngày 22 là chúng ta sẽ thực hành giảng bài của các cái môn học cụ thể theo cái mô hình là lớp học kết hợp. Đó, thế thì chúng ta đã hình dung được cái khối lượng công việc mà chúng ta cần phải làm trong ngày 21 và ngày 22 này. Hình dung được các cái nhiệm vụ mà từ giờ cho đến trước ngày 21 là chúng ta phải hoàn thành. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ chuyển sang phần hỏi và đáp ạ. Em đã và team của mình đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của các thầy cô. Vừa nãy trong quá trình mà em đang trình bày thì em có nhìn thấy trong cửa sổ chat thì có một thầy cô hỏi em về cái cách để ghi hình là như thế nào. Thì vừa nãy Tuấn cũng đã hướng dẫn cho các thầy cô cách ghi hình để trả bài cho cái nhiệm vụ là ghi hình video giảng của 2 trong 4 nội dung rồi. Vừa cách thức để up video lên này, đồng thời cũng là cách để chúng ta có thể có một cái bài giảng có tương tác. Tất nhiên là sau một vài lần như thế này thôi là các thầy cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được trước mặt mình đang có vài chục học sinh đang ngồi và mình không cần có ai ngồi tương tác với mình thì cũng vẫn giảng được. Thế nhưng mà theo em thì ở cái thời điểm bắt đầu ấy thì chúng ta cũng cứ nên tổ chức là như vậy. Em xin gọi là tạm kết thúc cái phần trình bày của mình tại đây. Và em đang chờ các câu hỏi của phía các thầy cô. Em cũng có một chia sẻ thêm, đó là ngày hôm nay là buổi đầu tiên mà làm việc qua gọi là qua mạng, qua online như thế này. Và có những lúc mà em sẽ xưng với các thầy cô là tôi và các thầy cô, còn có những lúc thì em sẽ xưng là em và các thầy cô. Những cái này thì nó cũng không thể tránh khỏi trong quá trình giảng bài. Thông thường thì em sẽ đều là tôi và các thầy cô. Thế nhưng mà em hy vọng là trong cái buổi trực tiếp ngày 21 và ngày 22 thì sẽ có những cái tiếp xúc về mặt vật lý, chúng ta được gặp nhau ở trong một không gian thật, thì lúc đó thì đúng tuổi đúng ngôi như thế nào thì em sẽ xin trả về đúng tuổi và đúng ngôi như vậy. Em xin cảm ơn các thầy cô rất là nhiều và cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe phần trình bày của em. Bây giờ thì em xin mời các thầy cô đặt câu hỏi. Chúng ta có thể giơ tay để đặt câu hỏi ở trên bằng cách là mở mic của mình lên, hoặc là có thể comment ở trong phần chat. Các bạn trợ giảng của em sẽ tổng hợp các cái ý kiến chat của thầy cô và gửi lại cho em nếu như em không kịp đọc. Xin mời các thầy cô ạ. Thank you.
Ủa sao mình không phải lấy cái nhỉ? Vâng, em vừa nhận được một câu hỏi của thầy cô nào đó là thầy có thể gửi các slide của các module cho các thầy cô xin được không ạ? Chắc chắn là phải được rồi ạ. Tại vì các thầy cô còn phải đi giảng cơ mà, cho nên là việc gửi là sẽ có gửi đấy ạ. Các thầy cô yên tâm. Việc thứ hai là thầy hướng dẫn cách làm video ạ. Em chưa hiểu lắm về câu hỏi này ạ. Hướng dẫn cách làm video là cách ghi hình video hay là như thế nào ạ? Vâng đúng rồi ạ, ghi hình video đó thì chúng ta dùng slide đó luôn ạ. Nếu như mà các thầy cô có thể bổ sung thêm thông tin chi tiết vào cho cái slide của mình để lúc mình nói cho nó dễ thì cũng vẫn được ở bình thường ạ. Thầy làm chuyên đề về hướng dẫn thiết kế slide kỹ thuật tạo video ạ. Dạ. Cái này thì nó nằm ngoài cái buổi ngày hôm nay, có lẽ là em sẽ có một cái tip để hướng dẫn các thầy cô ghi hình video ở trên nhóm Zalo của chúng ta. Cái phần này nó ngoài cái nội dung liên quan đến buổi học. Dạ, được rồi ạ, giống video của các chuyên gia, được được ạ. Giống các video của các chuyên gia, không phải là ghi hình bằng ghi màn hình đâu ạ. Có bạn nào đang ngồi trong phòng này mở mic ạ? Các bạn tắt mic không nhỉ? Ghi hình video giống các chuyên gia là dùng một cái tính năng của trực tiếp của PowerPoint thôi ạ, chúng ta có thể ghi hình được. Các thầy cô yên chí là em sẽ hướng dẫn các thầy cô yên tâm. Chắc là ngày hôm nay sẽ nhờ thầy có thể gửi link nhóm Zalo được không ạ? Em chưa vào được ạ. Vâng ạ, nhờ các bạn trong team trợ giảng gửi link của nhóm Zalo lên trên này luôn ạ. Đi bằng mà bong ạ. Bạn chi tắt hẳn mic đi, bạn đừng cứ chập chờn mic nữa. Nó là một tính năng rất là thú vị của PowerPoint. Mà bây giờ nói chung là cái bộ PowerPoint người ta hỗ trợ thêm tính năng này là một điều rất là tiện để chúng ta ghi hình các bài giảng. Rất thú vị ạ. Mời cô Tiến có thể vào mở mic của mình lên hay là chia sẻ với cô. Chào các thầy cô, tôi xin phép có câu hỏi. Cái trong cái việc mà mình ghi hình để gửi trong cái bài quy hoạch ấy, thì tôi có hỏi là muốn hỏi là ví dụ như tôi giả sử đang giảng cho học viên thông qua team, tôi dùng tính năng là record để tôi ghi lại bài giảng và sau đấy gửi cái video đấy có được không ạ? Dạ được ạ. Và một cái thứ hai nữa là cái như thầy vừa hướng dẫn là chúng ta dùng tính năng ghi. Ví dụ như nếu tôi đang dùng cái Office 365 thì nó có tính năng ghi và sau đấy mình xuất video. Mình dùng cái đấy mình gửi lên Google Drive hoặc là OneDrive. Rồi dùng đường link dán vào cái chỗ cái phần hộp để nộp đấy phải không ạ? Vâng, chính xác ạ. Vâng, vâng. Dạ. Vâng, tôi có nhìn thấy một cánh tay của cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng ạ. Mời cô ạ. Cô Hồng có nghe thấy tôi nói rõ không ạ? Chào cô Hồng ạ. Cô có câu hỏi gì đặt ra cho thầy Tuấn về những cái nội dung ngày hôm nay thì mời cô mở cam và mic của mình lên giới thiệu cũng như là đặt câu hỏi. Mời cô Hồng ạ. Tiếng nhỏ quá. Vâng, hiện tại tôi vẫn chưa nghe được tiếng của cô Hồng ạ. Cô có nghe rõ không ạ? Vâng, hiện tại thì tôi lại thấy là tôi ở trên này thì có rất nhiều các thầy cô đang có comment là
em muốn thầy gửi các slide để ghi hình qua PowerPoint. Vừa nãy Tuấn có trả lời câu hỏi này rồi ạ. Các thầy cô cứ yên tâm ạ, là đầu tuần sau là các thầy cô sẽ nhận được cái slide của các cái bài giảng này để các thầy cô có thể giảng theo cái slide đó. Nhưng mà em Tuấn khuyến khích như sau ạ. Các chuyên gia với những cái hiểu biết rất là sâu sắc về các cái nội dung giảng này thì các cái slide thì nhiều, rất nhiều là sơ đồ. Nhưng mà khi mà các thầy cô giảng ấy, thì em nghĩ là các thầy cô cũng cứ thoải mái thêm thông tin chi tiết vào nếu mà chúng ta cần, để có thể nói một cách trôi chảy, tự tin. Chúng ta cũng không nhất thiết là phải ngay từ đầu phải đạt đến cái level như các chuyên gia là có thể nói thông qua một vài cái sơ đồ. Ví dụ như em ấy, thì để nói về cái dạy học trải nghiệm thì em có 9 năm, 10 năm. Cho nên những cái điều ở trong đầu của em chỉ cần nhìn vào cái sơ đồ là em bật ra được hết. Thế nhưng mà chúng ta thì tất nhiên là các thầy cô cũng có 3 năm nay đắm chìm trong câu chuyện dạy học trải nghiệm từ lúc mà chương trình phổ thông 2018 được công bố rồi. Thế nhưng mà cá nhân em thì em tin là chúng ta cũng sẽ vẫn còn những cái bỡ ngỡ nhất định. Nếu như mà chúng ta thấy cảm thấy cần thiết thì chúng ta cũng cứ ghi text nó ra ở trên màn hình cũng được, hoặc là trên cái tính năng ghi chú của PowerPoint ấy, chúng ta có thể làm cái việc đó thì sẽ tốt hơn. Còn PowerPoint là chắc chắn là sẽ gửi cho các thầy cô rồi nhá, các thầy cô không phải lo. Rồi, thầy Thân Văn Việt thì có một câu hỏi là em muốn tham khảo những bản ghi hình tốt của các anh chị thì tham khảo ở đâu ạ? Khó lắm thầy ạ, tại vì là về mặt phương pháp và cách thức thì chúng ta có các cách thức giống như cô Yến vừa nói thôi. Chúng ta có thể ghi hình trực tiếp bằng Teams, chúng ta có thể ghi hình bằng Zoom, hoặc chúng ta ghi hình trực tiếp bằng tính năng ghi hình của record của PowerPoint. Chứ còn ngày xưa ví dụ như là Tuấn làm cái khóa STEM cho các thầy cô từ năm 2018 ấy, thì Tuấn phải cần hai cái máy quay chuyên dụng cơ. Một mình em thôi nhưng mà có hai cái máy quay, một cái đằng trước và một cái đằng sau để em ghi mặt này, ghi tiếng này, rồi một cái bật cả cái ghi màn hình nữa. Sau đó thì em tốn rất nhiều công để hậu kỳ. Tiếp theo ạ, thì có cô Minh Duyên có ý kiến là các thầy cô chuyên gia xem và phản hồi những video mà giáo viên đã gửi lên để giáo viên có cơ hội chỉnh sửa trước khi thực tập, trước khi hướng dẫn tập huấn trực tiếp. Các thầy cô yên tâm là đội ngũ giảng viên thì sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Em đang nhìn thấy có cô Nguyễn Thị Bích Hồng, có thầy hoặc cô Giáp Trung Thành, có cô Đồng Thị Phương, có cô Phạm Thị Mai khách là chúng ta đang giơ tay, có cô Mai giơ tay 4 lần rồi ạ. Có lẽ em sẽ xin mời cô Mai ạ. Cô Mai có thể bật mic, mở cam và cho chúng em biết là cô đang có câu hỏi gì được không ạ? Các câu hỏi ở trên nhóm chat, nếu như mà các thầy cô nào mà không kịp giơ tay hoặc không kịp đặt câu hỏi bằng cách là mở mic và mở cam thì chúng ta sẽ chat nhé. Vâng ạ, xin mời cô Mai ạ. Dạ vâng ạ, em xin kính chào các thầy cô ở Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Giang. Xin chào thầy Tuấn và cô Chi cùng toàn thể các thầy cô đang tham gia buổi tập huấn ngày hôm nay. Thì em cũng có ý kiến, trước cũng không biết là tại sao lại giơ 4 lần mà em chỉ ấn có 1 lần thôi. Thế nhưng mà em cũng chia sẻ một cái băn khoăn ở phía cá nhân của giáo viên chúng em ấy. Em nghĩ là cũng có nhiều thầy cô mà cũng đang có cái suy nghĩ cùng như em ấy. Tức là mình chia sẻ với quan khoan để làm sao mình tháo gỡ, làm sao cái buổi tập huấn của mình nó đạt cái hiệu quả tốt nhất thôi ạ. Chứ cũng không nhằm cái mục đích là nói gì cả. Tức là xem theo cái lịch và cái mục tiêu mà hoàn thành cái nhiệm vụ của thầy Tuấn vừa chia sẻ ấy, thì là trong cái nhiệm vụ thực hành của mình là mình phải thực hiện được hoàn thành các nội dung hóa học, tự học thì có thể là 2 tuần vừa rồi chúng em cũng đã hoàn thành được tương đối tất cả các cái nội dung cái bài ấy rồi nhé. Còn có phần video ấy thì không phải là thầy cô nào cũng đã làm được cái video bài giảng của 4 cái nội dung đó. Tức là có thầy cô vẫn còn đang băn khoăn bởi vì các thầy cô đang tập trung xem tài liệu này, làm bài kiểm tra để làm sao mình hoàn thành được các cái nội dung của các 4 cái module ấy. Thế còn cái việc mà mục tiêu thứ 3 là chuẩn bị được bài giảng của 4 module chuyên gia
Và sáng ngày 21 mình sẽ tập huấn cái kỹ năng, chiều 21 thực hành. Thì em nghĩ là cái khối lượng cái công việc mà trong vòng một tuần ấy ạ, thì các thầy cô có thể xem xét lại cho giáo viên chúng em. Bởi vì thứ nhất là trong một tuần sắp tới này, không biết ở các phòng của các huyện các thầy cô khác thế nào, nhưng mà ngày 21 là đơn vị trường em là thực hiện đánh giá ngoài của sở này, sau đó là tổ chức thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Tức là cái khối lượng công việc trong chuẩn bị, mà để đảm bảo mà mình chuẩn bị được tất cả các cái công việc nó đạt một cái hiệu quả tốt. Bởi vì thi thì chắc chắn mình phải tốt rồi. Thế còn đâu là chuẩn bị một cái bài giảng mà như thầy nói ạ, tức là 200 thầy cô ở đây sẽ trở thành các chuyên gia. Mà để trở thành chuyên gia thì em nghĩ là cái bài giảng, cái video ấy, nó thật sự nó phải trau chuốt ấy. Thì các thầy cô có thể là ví dụ như là giảm tải cho các thầy cô là trong cái giai đoạn trong vòng một tuần sắp tới ạ, mình có thể là chỉ cần hoàn thiện một cái video bài giảng được không ạ? Còn sau đó thì là khoảng thời gian sau thì mình sẽ hoàn thiện nốt các video còn lại ạ. Dạ, Tuấn ghi nhận ý kiến của cá nhân em ạ. Em xin hết ý kiến ạ. Dạ, bây giờ Tuấn có một câu hỏi là ai, những ai mà có cùng ý kiến với cô Mai thì thả quả tim vào ô chat được không ạ? Đấy, có tim ngay. Đúng rồi, đây có một câu mà tục ngữ của chúng ta có hay có cái từ là được lời như mở tấm lòng. Rồi cô Giang, cô Mai thấy mình nhận được rất nhiều tim chưa? Rồi Tuấn cảm ơn các thầy cô. Tuấn sẽ ghi nhận yêu cầu của cô Mai và sẽ nghiêm túc nghiên cứu cái này cũng như là trao đổi lại với cả phía sở giáo dục và tạo Bắc Giang, sau đó thì sẽ thống nhất cái này. Nhưng về cơ bản thì nguyên tắc chung của việc này đó là làm thế nào đó để vừa hỗ trợ các thầy cô, tạo điều kiện cho các thầy cô để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, cái sứ mệnh mà Bắc Giang giao phó cho các thầy cô. Em Tuấn đã ghi nhận ý kiến của cô Mai và sẽ tiếp tục trao đổi với cả Bắc Giang, và sẽ có thông báo với các thầy cô vào trong thứ hai tuần sau thôi. Các thầy cô cũng cứ yên trí ạ. Vâng, tiếp theo thì có một điều phải nói lại với cô Mai, đó là vừa nãy là không phải là giơ tay 4 lần mà là người giơ tay thứ 4, chứ không phải là giơ tay 4 lần. Bây giờ thì em đang nhìn thấy trên màn hình có cô Nguyễn Thị Bích Hồng. Em không biết là cô Hồng thì vẫn còn đang giơ tay, thì cô có ý kiến gì ạ? Hoặc cô có câu hỏi gì đặt ra cho team thì xin mời cô Hồng ạ. Vâng ạ, em chào thầy, em chào cô Chi, em chào các thầy cô khác. Lúc nãy thì cô Chi có gọi em cũng nghe thấy rồi, nhưng mà mạng em kém nên là em bị ao ra rồi em lấy vào lại được. Dạ. Vâng ạ, thế ơi em có một đề xuất nhỏ nhỏ như thế này. Mắt của em thì em đang bị cận nước, cho nên là tất cả những tài liệu mà em tải được ở trên mạng em đều cần phải in ra để em đọc ạ. Cho nên là trong 4 mô đun vừa rồi thì đa số là các thầy cô đều đã hoàn thành rất là tốt phần tự nghiên cứu tài liệu, nhưng mà em thì em đọc được rất là ít, mà em lại không thấy cái phần tải về để em in ra em đọc ấy. Thì em có thể nhờ thầy hỗ trợ là thầy có cái mục tải tài liệu về để cho giáo viên của em có thể tải ra rồi chủ động in rồi có thể ghi chép lại vào trong sổ được không ạ? Vâng ạ, chia sẻ với các thầy cô giáo như thế này. Hiện tại thì vừa nãy là ý kiến của cô Hồng ở trên màn hình chat của chúng ta, thì có cô giáo là Lý Thị Quế thì cũng có yêu cầu là hãy mắt có những trang thầy gửi file PDF của thầy cô in ra thể đọc cho rõ. Phần này thì Tuấn sẽ gửi cái yêu cầu này cho phía ban tổ chức cũng như là phía sở, thì có thể sẽ là nhờ trực tiếp là sở sẽ hỗ trợ cái việc này cho các thầy cô. Cái tài liệu này hình thức là PDF hay là hình thức là in ra để gửi, chia sẻ với các thầy cô là hệ thống, về mặt logic của hệ thống thì về cơ bản sẽ không cho tải xuống đối với các tài liệu này, bởi vì là đây là chúng ta đang là level là đào tạo chuyên gia. Thế còn bình thường khi mà level là đào tạo học sinh hoặc là chúng ta mở cái cổng dữ liệu cho giáo viên vào ấy, thì nó sẽ liên quan đến bảng dữ liệu trên này nữa. Tóm lại là cả dữ liệu của người học vẫn là dữ liệu mà được sở cung cấp. Thế cho nên là, nhưng mà theo như Tuấn đoán thì cái việc này cũng không phải là quá khó khăn. Ngoài ra nữa thì nếu như mà các thầy cô nào mà ví dụ như gặp cái nó khá là đặc biệt như là cô Hồng vừa nãy, tức là có những cái câu chuyện về phần nhìn, phần đọc của mình nó liên quan đến sức khỏe của mắt, thì
thì cô có thể gửi email riêng cho team của chúng em, team của Global, thì các bạn sẽ có những cách để hỗ trợ cho cô, được không ạ? Dạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Vâng, vâng, cảm ơn cô ạ. Rồi em đang thấy là trên này thì còn một thầy cô đang giơ tay, đó là thầy chắc là thầy giáo Giáp Trung Thành ạ. Em đang rất là sẵn sàng để lắng nghe câu hỏi của thầy ạ. Alo. Vâng, chuyện giả có nghe rõ không ạ? Dạ, em nghe được rồi ạ. Vâng. Thứ nhất là em gửi lời chào đến tất cả anh chị như là chuyên gia, và gửi lời chào toàn bộ các thầy cô. Thì câu hỏi em đưa ra là như thế này ạ. Tức là cái phương pháp mà đang tập huấn thì rất là hay. Nhưng mà em thì rất muốn là nếu mà được thì chuyên gia chia sẻ thêm kỹ hơn về cái việc là thế này. Em đang băn khoăn một chút, đó là cái việc lựa chọn, tức là có một phần trực tuyến, có phần trực tiếp. Vậy thì có thể chia sẻ thêm được cái tiêu chí chi tiết hơn về cái việc là lựa chọn vào các cái nội dung nào của một cái bài học mình sẽ nên đưa vào phần trực tuyến, và một nội dung nào thì mình đưa vào phần trực tiếp một cách chi tiết hơn nữa. Và thứ hai nữa là với cái điều kiện bây giờ của học sinh thì tôi thấy rằng là các em một buổi các em có thể phải học đến 4-5 môn. Vậy với cái phương pháp này thì các chuyên gia đã áp dụng được ở nhiều cơ sở chưa? Và cho chúng tôi xin một chút cái kinh nghiệm để có thể là lựa chọn phương pháp hay là sử dụng phương pháp làm sao cho phù hợp với cái thời lượng để cho các em học sinh có thể sử dụng, có thể làm được ở nhà và đảm bảo được cả ở trên lớp, với phù hợp với cái thời gian biểu của các bạn là cứ buổi là 4-5 tiết và 4-5 môn. Đấy, thì khi áp dụng thì chúng ta nên lưu ý cái gì? Tôi xin hết câu hỏi. Cảm ơn câu hỏi của thầy Trung. Đầu tiên là thầy Thành, xin lỗi thầy Thành. Vâng. Đầu tiên là thầy có hỏi là nên gọi là chia liều. Em đang hình dung cái câu hỏi của thầy có thể nếu chia liều kiến thức như thế nào ở cái pha trước, pha trong và pha sau của học. Thì ngay cái câu hỏi sau, phần tiếp sau của câu hỏi của thầy, thầy cũng đã trả lời một phần câu hỏi này rồi. Đó là chúng ta sẽ phân ra cái pha trước và pha sau của buổi học ấy, chính là các cái hoạt động mà làm ở nhà, còn lại thì là sẽ là các hoạt động mà ở trên lớp. Chúng ta sẽ lấy cái buổi ngày hôm nay chính là một cái buổi case study cho các câu chuyện kết hợp nhé. Thế thì các cái thứ mà chúng ta cho các bạn ấy làm trước buổi học nó sẽ là cái gì? Đầu tiên là câu chuyện kiểm tra bài cũ chẳng hạn. Thay vì là lên lớp rồi là gọi ngẫu nhiên một mở sổ ra và gọi, thì chúng ta hoàn toàn có thể ví dụ, đây là đang rất trực tiếp, Tuấn chỉ đang ví dụ thôi. Cái việc này thay bằng một cái phiếu kiểm tra ngắn và các bạn ấy cần làm trước ở nhà là xong. Việc này không hề mất nhiều thời gian. Tiếp theo nữa đó là các cái đánh giá chuẩn đoán về cái nội dung buổi học sắp tới. Chia các cái câu hỏi chọn mức, phân mức độ từ dễ đến khó. Một cái phiếu ngắn thôi là chúng ta có thể đánh giá được là ngày hôm nay cái bài cần dạy. Đối với cái phiếu mà kiểm tra bài cũ chúng ta đã đánh giá được là ở cái bài trước các bạn đang gặp vấn đề gì. Đối với cái bài học ngày hôm nay thì các bạn ấy đang gặp vấn đề gì hay không? Đâu là nơi mà mình sẽ cần phải chú ý để giảng vào, để nó giúp mình chuẩn đoán những cái thứ đấy. Sau đó thì đến cái pha mà trong buổi học ấy, thì sẽ là một cái pha mà giáo viên chỉ cần là chính xác hóa, thể chế hóa các kiến thức mà mình cần chuyển đến học sinh sẽ phải học thôi. Chúng ta sẽ dành thời gian còn lại của buổi học cho cái không gian có hoạt động trải nghiệm, hoạt động sáng tạo, hoạt động phản biện lẫn nhau. Và sau đó thì đến cái hoạt động làm bài tập về nhà. Câu chuyện tiếp theo mà thầy hỏi đó là lưu ý như thế nào về mặt thời gian cho các bạn ấy có thể có đủ thời gian để cho nhiều môn. Thầy nói là một ngày có 4-5 tiết. Cái câu chuyện này thì nó liên quan đến cái phạm vi mà chúng ta áp dụng cái hình thức này. Có lẽ là trả lời cho câu hỏi này thì lại là một câu hỏi. Thực sự là nếu như mà học 4-5 tiết bây giờ thì mà cách các bạn đang phải làm bài tập thì như thế nào? Xung quanh em thì cũng có, mặc dù là con
em thì chưa có con để nó học đến những cái lớp lớn. Thế nhưng mà cháu rồi là các học sinh của em thấy như sau. Các bạn ấy để chuẩn bị cho cái buổi lên lớp thì các bạn phải mở sách giáo khoa ra, các bạn học bài cũ này, đọc thuộc lòng hoặc một cách nào đó. Các bạn ấy vẫn phải làm phiếu bài tập về nhà của tất cả các môn bằng cách là ghi chép ra giấy. Thế thì có rất nhiều việc, hay vì cái việc đó là chúng ta có thể chuyển được các cái tương tác này lên trên hệ thống, thế thôi, là một điều thứ nhất. Điều thứ hai là cùng với một cái lượng thời gian ít hơn là như thế, nhưng mà chúng ta lại thu được nhiều thông tin hơn như thế. Các thầy cô có thể quay trở lại cái quá trình mà Tuấn vừa mô tả, khi mà làm phiếu bài tập kiểm tra bài cũ chẳng hạn, hoặc là làm một phiếu đánh giá chuẩn đoán, chỉ rõ ràng là với sự trợ giúp của máy này, mỗi một bạn học sinh thì vẫn chỉ mất thêm khoảng độ từ 5 đến 10 phút cho việc này thôi. Thế nhưng mà giáo viên thì lại thu nhận được thông tin về một cái bức tranh toàn cảnh về những cái việc này. Cho nên là về trong cái mô hình hành vi thì em thấy rằng là thời gian của học sinh thì có vẻ là được giảm xuống, nhưng mà giảm xuống không nhiều. Thực tế là ghi nhận cũng là như vậy, nhưng mà thời gian của giáo viên so với cái thông tin mà thu nhận được thì có thể nói là nó nâng cao hiệu suất lên rất là nhiều. Đấy là cái cách mà trả lời trực tiếp cho câu hỏi của thầy. Tiếp sau nữa là từ các cái kinh nghiệm triển khai ở các trường thì được đánh giá như sau. Đây là sau khi mà thực hiện các cái khảo sát trên phía học sinh ấy, thì thấy các bạn là như thế này. Cái việc mà chuyển làm bài tập, rất nhiều bài tập trên giấy ấy, làm bài tập theo kiểu truyền thống ở trên giấy sang là làm bài tập trên hệ thống, thì nó tăng cái tương tác của các bạn ấy, cũng như là làm xong một cái là nhìn thấy ngay được là điểm của mình là bao nhiêu. Ngày xưa có khi làm xong mà giáo viên thu vở ở chấm thì phải mất cả ngày, hoặc có khi là giáo viên của chúng ta cũng không có đủ thời gian để chấm. Thế nhưng mà cái việc mà các bạn ấy cứ làm xong này với các cái phiếu mà 100% trắc nghiệm và các bạn ấy nhìn thấy luôn điểm của mình là bao nhiêu này, và các bạn ấy biết được là mình hoàn thành được hay không hoàn thành này, thì bản thân cái việc ấy tạo ra động lực cho các bạn ấy rất là nhiều, và nó khuyến khích các bạn ấy là nếu như mà chưa đạt thì có thể tự dành thời gian ra để hoàn thành. Em thì em không thấy, từ các cái mô hình và kinh nghiệm triển khai của AE thì chưa thấy gặp trường hợp nào mà từ phía người học đó, từ phía người học bị phát sinh thêm thời gian đâu ạ. Chỉ có là giảm được thời gian xuống và tăng cái thời lượng bạn ấy tự học đó thôi. Bản chất của cái mô hình nó đã giúp thực hiện cái ý tưởng đấy rồi. Thế còn với giáo viên của chúng ta thì như em vừa phân tích, cho nên là em chỉ có một lưu ý thôi, liên quan đến cái trực tiếp câu hỏi đầu tiên của thầy. Thực ra thì là câu hỏi đầu tiên của thầy thì tất cả các phần sau nó sẽ mượt mà, nó sẽ trôi chảy. Đó là nên chia liều các cái kiến thức như thế nào, nên làm gì ở trong cái pha trước, trong và pha sau buổi học. Thế thì cụ thể và chi tiết thì giống như là em vừa nói. Ngoài ra thì thầy có thể xem thêm ở trong các cái lược đồ về hành vi á. Một cái mô hình tiêu chuẩn nhất thì sẽ có gửi cho các thầy cô, các bạn ấy trong tuần sau các bạn ấy sẽ gửi cho thầy cô cái giáo án mẫu của một cái môn học khi mà soạn trong cái tiết dạy kết hợp như thế này. Để các thầy cô yên tâm là ngày hôm qua thì em đã review cái giáo án ấy cho các bạn ấy rồi. Để chắc là đầu tuần sau là các bạn ấy sẽ gửi thôi ạ. Dạ. Vâng. Em dạ. Tôi có ý kiến một chút trao đổi dạ. Sau hai cái ý kiến mà cô Mai và thầy Thành thầy trao đổi. Dạ. Một là đúng là cái việc đọc ở trên máy tính ấy, thì tôi tính chữ nó bé lắm. Tôi đọc đến bây giờ là gần như là 3 lượt cả cái nội dung này. Lượt đầu tiên là khi mà gửi cho trước khi mà để trao đổi đấy thì cái chữ nó rất là bé mà mắt thì cũng yếu rồi. Tôi bảo cái này khả năng phép mất mắt thôi. Thế nên nếu như mà có thể được ý của cô Mai ấy, nếu như mà bên A Global mà không có bị giới hạn bởi những cái tài liệu này khi chuyển PDF và chuyển được về cho Sở Bắc Giang thì chúng tôi đề nghị là chuyển PDF để cho Bắc Giang triển khai cho các thầy cô về dưới dạng tài liệu và các thầy cô có thể in theo các mức độ của các thầy cô muốn đoạn nào muốn in, đoạn nào muốn nghiên cứu đọc thì như thế thì chúng tôi thấy là rất là hiệu quả. Nếu không nào đọc ở trên máy tính một sự là ý thứ hai nữa là chỗ thầy Thành trao đổi đấy
thì cũng xin trao đổi thêm cái chủ trương của Bắc Giang để cho cái việc phối hợp giữa tập huấn và những định hướng sau này của Bắc Giang nó sẽ trùng nhau, chứ không là nó sẽ không khớp nhau được. Như là đã mấy lần tập huấn ấy, thì tôi đã nói rồi là đến cái kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trung học cơ sở, trung học phổ thông, còn tiểu học thì đang mới bắt đầu thôi. Nhưng mà đối với hai cấp học này thì cái nội dung thi giải thì phải thực hiện trên cái mô hình lớp học đảo ngược, nhưng ở cái mức độ cao, nó giống tương đương với mức độ 2 của cái mô hình dạy học kết hợp này. Và trên thế như thế thì tôi đã mô tả mấy lần liền, nhưng ở đây với cái đội ngũ chuyên gia này thì tôi cũng xin mô tả lại, và nếu như nó không trùng khớp với lại cái tư duy của A Global thì chúng ta cũng phải trao đổi trước khi mà ta trao đổi lại cái giáo án đó, để cho cái sự thống nhất đó nó phải thành một, chứ không A Global nói khác mà sở nói khác thì lại thành cái mà nó không hay, không đồng nhất. Đó là như thế này. Trước khi mà có cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã hình thành, nó không ghi rõ như là A Global là ghi là 3 trước trong sau đâu, nhưng mà thực tế thì chúng tôi đã hướng dẫn như thế này là khi mà giáo viên giỏi tham gia dự thi thì sẽ phải soạn một cái bài kiểu như là bài giảng điện tử với những nội dung kiến thức của mình phải dạy ở cái tiết thực tế đó. Và trên cái bài giảng điện tử này thì thiết kế như là cái phiên đầu tiên tôi trao đổi, tức là có phần lý thuyết này, có phần phần trả lời bài tập này, có phần thực nghiệm, có phần văn bản, vân vân. Và đây là một cái bước mà giáo viên giỏi cấp tỉnh phải biết để tổ chức thực hiện. Trong đấy là có những cái thao tác thực hiện trên text, thực hiện trên infographic, thực hiện trên video, chuyển về cho học sinh những cái ngữ liệu như thế, những cái tài liệu như thế để học sinh đọc, nghiên cứu, trả lời. Và tự cứ nói với con số chuẩn 45 học sinh trên lớp đi, thì sau cái pha 1 đó, tức là pha trước khi mà tiến hành bài giảng đó, thì giáo viên đã nhận được 45 học sinh này, cái nhận thức của nó với các đơn vị kiến thức, những cái nội dung phải chuyển về. Thì tôi thấy là cái này rất là trùng khít với lại cái tư tưởng của Angelo vừa mới trao đổi, các thầy cô cũng vừa đọc. Nó có khác một chút ở một cái điểm này. Vừa rồi đồng chí Tuấn đã làm một cái động tác là share cho các đồng chí nhìn trên màn hình để xem chính cái hình thức này là cái hình thức mà ta đang áp dụng cái mô hình kết hợp đây. Thế bao nhiêu phần trăm đạt, bao nhiêu phần trăm là 97%, 50-80% đấy, đính chính là cái. Nhưng nó chỉ có một cái khác này là giáo viên sẽ được hỗ trợ bởi cái công nghệ thông tin. Học sinh làm bài thì giáo viên đánh giá được là học sinh lớp của mình với các đơn vị kiến thức đặt ra như thế thì có bao nhiêu học sinh nắm được đơn vị kiến thức 1, 2, 3, 4, tỷ lệ phần trăm của nó tương ứng như thế nào. Và đây này, cái quan trọng này, và có sự điều chỉnh, trong cái tiết dạy trực tiếp 45 phút của giáo viên giỏi cấp tỉnh ở cái tiết đó. Như vậy là giáo viên sẽ thiết kế ít nhất là có 2 cái lần mà tương tác với học sinh. Một lần là chuyển cho học sinh làm bài trước ở nhà, dùng hệ thống máy tính nền tảng để tập hợp đánh giá lại cái kết quả học tập của học sinh cũng như là bài của học sinh. Giáo viên điều chỉnh lại cái tiết 45 phút của mình thực tế ở trên lớp để giải quyết những vấn đề mà mình đưa ra. Nếu vấn đề nào mà cả lớp chưa giải quyết được rồi thì không mất công để giải quyết đấy, mà chỉ là chốt lại những cái kiến thức chuẩn. Những vấn đề nào mà nửa lớp làm được, nửa lớp vẫn lơ mơ thì lúc đấy phải tạo thành những cái nhóm để có thể hỗ trợ nhau giải quyết
những cái việc mà cuối cùng thầy giáo cũng sẽ là người mà giải quyết được nó. Và cái cao hơn nữa là 45 phút đấy nó sẽ phát đến tận từng đối tượng của học sinh, để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhưng cũng không có học sinh nào là bị nhàm chán ở trong 45 phút đấy. Và cái pha cuối cùng là sau thì tôi hoàn toàn đồng tình là ta có trước, sau, sau và lại tiếp tục nối tiếp một cái quy trình như thế cho các tiết học sau. Đấy, đấy chính là cái ý mà tôi muốn trả lời đồng chí Thành là bầu đề, và cũng là trao đổi với Lê Global để nếu như trong cái việc bài giảng của mình nó không như thế thì ta cũng có thể nhắc lại với nhau để thiết kế khi mà chuyển cho các giáo viên ấy thì nó sẽ theo tinh thần như thế. Và như vậy thì giáo viên giỏi cấp tỉnh của chúng ta có một cái bước làm tôi cho đánh giá là khó hơn nhiều so với các năm trước, đó là thiết kế được một bài giảng mà học sinh tương tác được ở trên đó với các đơn vị kiến thức, rồi dùng cái nền tảng công nghệ để nó thu thập lại được những cái thông tin mà học sinh nó tự mình học ở nhà trên máy tính, giáo viên mới tiếp tục được. Đấy là cái mà tôi muốn được làm rõ thêm trong trang các đồng chí đang là chuyên gia đây, chúng ta đang xây dựng chuyên gia mà, cho nên là những cái gì đấy mà các nghe các cảm thấy là nó chưa đúng với lại cái tinh thần trao đổi của Bắc Giang nói với các đồng chí phía trước, văn bản đã triển khai các đồng chí phía trước thì các đồng chí cũng trao đổi để A Global chúng ta cùng thống nhất thực hiện theo một cái chung như thế. Dạ, dạ em cảm ơn thầy Khoa rất là nhiều ạ. Thực ra thì các cái ý kiến của thầy Khoa và các cái sơ đồ trước trong sau buổi học của A Global là hoàn toàn là gọi là ăn khớp với nhau, với đến mức là 100% về mặt ý tưởng đấy ạ. Thì nó không hề khác nhau đâu. Cách hiểu của A Global và cách hiểu của và cái cách tiếp cận của Bắc Giang là hoàn toàn giống nhau. Có thể là do lúc nãy khi mà em nói thì có phần là nó nói tắt, dẫn đến là thầy Khoa phải giúp em đính chính một chút thôi. Nhưng mà về em xác nhận với cả thầy Khoa và các thầy cô là ý tưởng của A Global là hoàn toàn triển khai đúng như là ăn khớp hoàn toàn với cả ý kiến chỉ đạo của Sở Bắc Giang. Cho nên là các thầy cô cũng không cần lo lắng. Em xin cảm ơn thầy Khoa rất là nhiều ạ. Thầy Khoa lúc nào cũng rất là tỉ mỉ và chỉn chu, luôn luôn điều chỉnh kịp thời. Em cảm ơn thầy ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có là 16:22. Thực ra thì chúng ta bắt đầu hơi muộn một chút và bây giờ thì đã là 6:22. Theo cái lịch trình làm việc thì chiều nay chúng ta chỉ làm việc đến 16 giờ. Thực ra thì em thì nguyên tắc của em là chúng ta sẽ tôn trọng cái giờ mà chúng ta đặt ra để chúng ta có thể ai đó còn có những việc khác cần phải bố trí theo đúng cái giờ đó, hay là chúng ta cần nghỉ ngơi thì về nguyên tắc là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta còn một không gian khác nữa để luôn luôn có thể trao đổi, lắng nghe và trả lời lẫn nhau, đó là trong nhóm Zalo. Nếu như mà còn có thầy cô nào còn câu hỏi gì thì em rất là mong chúng ta sẽ tiếp tục giữ cái tinh thần cởi mở và chia sẻ như thế này, và chúng ta sẽ chia sẻ tiếp với cả A Global cùng với cả các lãnh đạo của sở trên nhóm Zalo. Trong nhóm Zalo là chúng ta có cả các đồng chí lãnh đạo của sở luôn đấy ạ. Cho nên là các thầy cô cứ yên tâm ạ. Ngày hôm nay thì trước khi mà em kết thúc cái phần trình bày của mình thì em có chỉ còn một điều thôi. Em muốn nói một câu rất quan trọng, đó là chúng ta đang thực hiện, đang làm một cuộc cách mạng, và cái yếu tố nòng cốt để giúp chúng ta sẽ thực hiện cách mạng số thành công là yếu tố con người. Tất cả các rào cản hay là nó có thành công hay không thì đều ở con người hết. Và chúng ta, nếu mà chúng ta tự đặt ra các cái rào cản cho mình, cản trở bước chân của mình thì nó là rào cản. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp cận với góc nhìn là chúng ta phải vượt qua nó cho bằng được thì nó sẽ là động lực để chúng ta vượt qua. Suy cho cùng thì tất cả các quy trình muốn làm thành công thì yếu tố trung tâm nhất vẫn là con người. Muốn làm gì thì làm thì vẫn yếu tố con người. Em rất mong là cái tinh thần đầu tiên là hợp tác này, kiên nhẫn này, chia sẻ sẽ được chúng ta thống nhất với nhau, ghi nhớ và luôn luôn đứng trước mỗi một sự việc xảy ra trong cả cái quá trình bồi dưỡng và tập huấn này, chúng ta đều tiếp cận từ góc nhìn này.
Em xin cảm ơn các thầy cô rất là nhiều và em xin kết thúc cái phần trình bày của em tại đây ngày hôm nay. Sau đây thì em xin nhường lời lại cho chị Thuyên. Em xin kính chúc các thầy cô trong sở giáo dục đào tạo Bắc Giang, 227 thầy cô giáo còn lại cùng với các bạn khác ở trong team A Global sẽ có một cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp. Em xin cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn bạn Tuấn. Dạ. Sau đây thì em xin mời thầy Khoa sẽ có cho cả lớp một vài câu để kết thúc cái buổi ngày hôm nay được không ạ? Dạ. Có lẽ là tôi không biết là âm thanh từ phía Bắc Giang thì nghe thế nào, nhưng âm thanh từ phía Hà Nội đồng chí Tuấn nói thì chúng tôi nghe rất là rõ. Thế rồi, dạ. Không biết là bây giờ âm thanh từ phía Bắc Giang thì đồng chí Tuấn có nghe được không? À, em nghe rất rõ thầy ạ. À, rồi. Bây giờ không bị gặp trùng trặc cái lúc đầu giờ nữa rồi ạ. Dạ. Trước nhất thì ta cùng phải thống nhất với nhau một cái sự như thế này là chúng ta đã thực hiện cái nội dung này vào trong cái thời điểm mà nó đang diễn ra rất là nhiều công việc, và đây là một điểm mới và rất khó. Các thầy cô hình dung rằng là trong cái quá trình được học ấy, được tập, được nghiên cứu tài liệu thì cũng có rất nhiều những cái điều mà ta chưa được tiếp cận, bây giờ mới được tiếp cận, vô cùng mới, vô cùng khó. Nên là chúng tôi muốn là có một cái phương châm cũng như là một cái phong trào để hỗ trợ nhau, để cùng lan tỏa, để cùng học tập. Đấy chính là một cái câu gần luôn luôn ở trong các bản infographic của 4 module ấy, đó là học bắt học cùng đề giỏi. Phải có đồng chí Nguyên, đồng chí Tuấn nhỉ? Đấy, dạ, đấy là vâng. Hôm trước thì tôi có nói là tại sao tôi mong muốn như thế, vì đây nó là nội dung rất là khó, như là ta vừa nói tới khó, nên là ta rất cần có người ở bên cạnh ta. Thế thì nói là Bắc Giang học cùng người giỏi thì tìm người giỏi ở đâu để học, thì tôi đưa ra mấy ý kiến như thế này này. Khổng Tử thì nói như thế này này, trong ba người cùng đồng hành chắc có một người là thầy ta. Trong ba người cùng đồng hành chắc có một người là thầy ta. Không tự nói như thế. Nên tôi muốn là 207 thầy cô đầu tiên này thì không chỉ là ba người, mà ít nhất là một nhóm 2-3 người thì luôn luôn có cái sự chia sẻ để mà ta tìm được cái cách đi cũng như là sự hỗ trợ. Và tốt nhất khi ta gặp khó khăn mà ta có sự hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với cái hoạt động công nghệ, có khi ngồi cả giờ cả tiếng không giải quyết được đâu, nhưng bạn ấy chỉ cho là bạn ơi chỉ ấn một cái nút này thôi, thế là công việc lại trôi, lại bay bay, lại tốt như thường, đời lại thấy tươi vui tươi mới. Cái thứ hai tôi muốn giới thiệu một cái cuốn sách mà cách đây mười mấy năm rồi tôi đã giới thiệu ở Thường Xuyên Bắc Giang và tặng cho Thường Xuyên Bắc Giang, là Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Như Thế, đấy, của tác giả Adam Cung. Nói về một con người xuất phát điểm không cao mà bạn ấy, anh ấy tự nhận là người đã rất là nhiều người gọi anh ấy là dốt, nhưng sau này mọi người lại vô cùng ca ngợi anh ấy, lại trở thành một trong những tài năng rất là sáng của Singapore. Thì với hai cái câu chuyện như thế thì tôi muốn là cái phong trào cũng như là cái tinh thần của Bắc Giang là chúng ta sẽ thống nhất để truyền tải không chỉ trong 200 các thầy cô, mà với tinh thần cho các thầy cô Bắc Giang và truyền tải tới các học sinh Bắc Giang cũng như thế, là Bắc Giang học cùng người giỏi, ai cũng có thể làm thầy của mình nếu mình lắng nghe ý kiến của các bạn về những cái điều mà mình chưa biết, các bạn lại sẵn sàng hợp tác chia sẻ. Đấy là cái ý kiến thứ nhất mà tôi muốn lan tỏa và mong muốn có một sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của các nhóm. Ngày xưa thì ta có gọi là đôi bạn cùng tiến, thì bây giờ là chúng ta sẽ làm những cái việc đấy nó hiệu quả hơn nữa, gắn với thời đại công nghệ này nhiều hơn nữa.
Cái ý thứ hai tôi muốn nói là nội dung thì có khá nhiều, nên là nếu như có thể điều tiết được thì tôi đặt vấn đề từ đầu với A Global rồi, các thầy cô có thể là sẽ đặt bài dần dần theo như ý kiến của một số các thầy cô đấy, ta cũng không nhất thiết là phải gấp rút để làm, nhưng những nội dung gì đấy để ngày 21-22 trao đổi được thì nhất định là ta phải có những cái để thống nhất với nhau. Ví dụ như là sản phẩm của ngày 21-22, tôi mong muốn là các thầy cô nắm được tinh thần chung của 4 module, nhưng mà cái sản phẩm mà các thầy cô trao đổi để mà trở thành một cái bài giảng mẫu, xin lỗi, ta sẽ không dùng mẫu, một cái bài giảng minh họa cho cái mô hình dạy học kết hợp để làm nền cho 1.800 thầy cô đằng sau hay 14.000 thầy cô đằng sau, và gần đây nhất là các thầy cô sẽ dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, thì mỗi một môn là có một sản phẩm như thế, như là tôi nói nó có đủ cả 3 pha trước trong sau để làm ví dụ minh họa, thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà sản phẩm gần như là bắt buộc của cái khóa này. Thế nên đây là những cái điều mà sau đó thì các đồng chí cũng lưu tâm lưu ý. Cái thứ ba là tôi muốn là sắp đặt lại, tổ chức lại một chút về cái lớp học để cho chúng ta có thể hỗ trợ nhau. Thế vừa rồi thống nhất với các anh em của phòng giáo dục trung học rồi, sau đây giao cho đồng chí Đường của phòng giáo dục trung học là sẽ phân chia thành những cái nhóm lớp mà có lớp trưởng của lớp đó, và tốt nhất là theo cùng chuyên môn. Thế phần nào phần chung thì ta có thể trao đổi với 207 người, cái phần nào là thuộc về chuyên môn riêng rất là đặc biệt đặc thù thì được thiết kế bài dạy đấy, nó là theo cái chuyên môn đặc thù của từng môn học một, thì chúng ta sẽ có những cái lớp trưởng để điều hành những cái lớp như thế. Thì với cái mong muốn thì tôi chỉ đưa ra ba cái ý rất là ngắn gọn như vậy, thì để các đồng chí chúng ta cùng tập trung. Thời gian thì chúng ta vẫn còn, và cái quan trọng mà tôi vẫn nghĩ đấy, đó là kiên trì. Làm việc này không thể nắng vội cố gắng làm một hai buổi cho nó xong đi được đâu, nó không thể làm như thế được, nó đòi hỏi một kiên trì, và nó cứ làm và nó cứ thấy vỡ dần ra. Đầu tiên thì ta thấy rằng là ta cũng giỏi ghê rồi đấy, nhưng mà xong làm nhiều thì ta lại thấy rằng ồ, ta có vẻ là cũng không giỏi lắm, nhiều thứ ta chưa biết, ta phải làm nhiều nữa hơn đấy. Bảo là ồ, hóa ra là còn quá nhiều thứ ta không biết, thế là ta lại phải tiếp tục học. Nhưng với những người bắt đầu nhìn ta ở một cái con mắt có vẻ như là chuyên gia rồi, giống như là Adam Fu từ cái người mà rốt đã trở thành một cái ngôi sao trong cái lĩnh vực của mình. Thì đấy chính là những cái lời mà tôi mong muốn chia sẻ cùng với các thầy cô, và cũng là một sự truyền cảm hứng đến các thầy cô trong cái giai đoạn mà vô cùng khó khăn vất vả như thế này. Thay mặt cho lãnh đạo sở thì xin được một lần nữa là trân trọng cảm ơn đơn vị phối hợp AA Global đã rất là tích cực cùng với chúng tôi. Nhưng một lời nữa vẫn là đặc biệt cảm ơn tất cả các thầy cô của chúng ta. 207 thầy cô này là 200 vì tinh tú trong cái mỗi một cái lĩnh vực của mình, để chúng ta có thể dẫn dắt đi cái bộ môn của mình nó bền vững hơn, chất lượng hơn, với cái mục tiêu là giảm nhẹ những cái công việc cho giáo viên nhé. Với cái mục tiêu là phải giảm nhẹ những cái công việc cho giáo viên, nhưng cũng phải xác định với giáo viên của chúng ta rằng là ta sẽ phải mất một cái quá trình chừng khoảng độ 2 năm để cho những cái câu chuyện đấy nó trở thành phần tục, để cho cái ngữ liệu, để cho cái những cái gì của chúng ta mới non nớt ban đầu nó trở thành già dặn, nó trở thành kinh nghiệm, và lúc đấy nói được như chuyên gia, như là đồng chí Tuấn nói, nó không cần phải nhìn đâu cả, nó không phải ngẫm nhớ đâu cả, bởi vì nó đã bắt đầu từ sự trải nghiệm, nó bắt đầu từ những cái mà trong máu thịt của mình rồi, nói thế nào cũng được. Cho nên là chúng tôi mong muốn là như thế. Một lần nữa là xin chúc tất cả các thầy cô, chúng ta đã quá mất 30 phút rồi, xin chúc tất cả các thầy cô, các anh chị tham gia cái phiên làm việc này sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy
cái năng lượng. Xin chân thành cảm ơn. À, xin cảm ơn phần chia sẻ của thầy Khoa và một cái hoạt động cuối giờ mà tôi cũng rất là mong muốn là chúng ta sẽ có một cái kỷ niệm lưu lại với nhau của cái ngày hôm nay ạ. Chúng ta học tập trực tuyến đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cũng sẽ có một cái hoạt động là chúng ta có một cái bức ảnh lưu niệm cũng là trực tuyến luôn ạ. Xin mời các thầy cô, một hơn 180 thầy cô vẫn còn lưu lại với chúng tôi đến tận giờ phút này ạ. Xin mời các thầy cô, tất cả thầy cô mở cam đi ạ. Vâng ạ, xin mời các thầy cô ạ. Chúng ta sẽ mở cam và chúng ta sẽ lưu lại hình ảnh của cái buổi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Vâng. Tôi đã nhận được cái sự nhắc nhở từ thầy Tuấn. Vâng, các thầy cô, chúng ta chuẩn bị nào ạ? Cũng giống như chụp ảnh trực tiếp ạ. Nào ạ. Đâu ạ, các thầy cô mở cam, tôi vẫn đang còn thấy có một vài giáo viên. Vâng, các thầy cô mở hết cam lên đi ạ. Em vẫn ngồi đây không bật được cam ạ. Không biết làm sao bật được cam. Hôm nay chỉ là tiền đề thôi, còn hôm sau khi mà đi chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp, chúng ta sẽ có thật nhiều bức ảnh lưu lại, thật là nhiều khoảnh khắc, nhưng hôm nay cũng rất là đáng nhớ đúng không ạ? Vâng ạ, chúng ta sẽ chuẩn bị các thầy cô nhé. Tôi cũng xin nhờ sự trợ giúp của đội trợ giảng. Chúng ta sẽ, khi mà tôi đến 1, 2, 3 thì các bạn trợ giảng sẽ chụp ảnh màn hình. Và tôi cũng sẽ, một chút nữa tôi cũng sẽ gửi lại những cái hình ảnh này lên trên nhóm của chúng ta, nhóm Zalo của chúng ta để các thầy cô cùng được xem ạ. Vâng ạ, 1 ạ, 2 ạ, 3. Vâng ạ, tươi ạ, vâng, thầy Tuấn, thầy thầy Tuấn vui lòng ngồi trước màn hình cho tôi ạ, thầy cười thật tươi ạ, thầy Tuấn đang rất là sốt sáng. Che với cái chán lại. Vâng, tôi cho thầy Tuấn 30 giây, vâng, tôi cho thầy Tuấn 30 giây, rồi, vâng, thầy Tuấn đang lo lắng về việc là che bớt chán lại, vâng ạ, các thầy cô ạ, một lần nữa, 1, 2, 3, tươi ạ. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, chúng ta đã có hơn 2 giờ đồng hồ.